có làn da đẹp, dẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em giống chị Cát Tường cũng được, nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai bạn bây giờ gần như nhìn xuyên qua cái màn được rồi đó. Cứ nhìn đi, tưởng tượng coi ngồi bên kia, người bên kia thế nào nhá. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau. Dạ, mình tên là Nguyễn Công Phi, gần tròn 29 tuổi. Thì mình làm nhân viên ở ngân hàng. Nguyễn Công Phi hả? Dạ. Là Phi Công hả? Em giới thiệu về mình. Em là Thương, em năm nay 25 tuổi. Em trên núi xuống chứ. Dạ. Núi nào? Núi Đắk Lắk anh. Núi Đắk Lắk hả? Dạ. Thương anh hiện đang làm công việc gì? Em là nhân viên văn phòng và em có kinh doanh online một loại khô. Ăn thì giống như khô bò nhưng mà làm từ thịt heo, gọi là khô heo chị. Phải mới nghe là khô heo. Hôm nay khô bò, tối nay khô heo. Dạ. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Dạ, điểm mạnh của em thì là nhiệt tình, vui vẻ. Và cái khuyết điểm như là không có yêu thích nấu ăn lắm. Ủa vậy cái heo này là ai làm? Dạ, cái này thì người nhà làm chị. Em chỉ bán thôi. Dạ đúng người rồi, nhà em chỉ đến nhiệt bán. Bạn trai? Dạ, em thì làm việc hơi cảm tính, rồi hơi lười một chút. Lười tắm không? Dạ không, một ngày em tắm có một lần thôi. Bên kia là không thích nấu ăn, bên đây lười nữa, hai người chắc về ăn cơm tiệm suốt ha. Anh cần tìm một đối tượng như thế nào? Em tìm một người phụ nữ của gia đình. Người phụ nữ nào cũng của gia đình hết á? Dạ. Không có người phụ nữ nào cũng người ta hết trơn. Dạ, tức là một người phụ nữ biết nấu ăn. Bên kia không thích nấu ăn. Với lại không quá đam mê sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Để mình em đam mê thôi hả? Rồi gì nữa? Dạ nhiều lắm nhưng mà người ta nói là cầu bất đắc ế á. Nhưng mà cầu nhiều quá không được. Ngoại hình sao? Ngoại hình đó. Có làn da đẹp. Làn da con gái. Da nào cũng đẹp hết bạn. Đẹp cụ thể là như thế nào? Đẹp giống cỡ cháu nhà em là được rồi. Cháu nhà em? Sao đâu ai biết cháu nhà em sao đâu. Phải biết tưởng tượng cho nó dễ á. Dạ thì giống chị Cát Tường cũng được. Nhưng mà cháu nhà em nó có thơm mùi sữa nữa. Ủa em nói chị Cát Tường không thơm mùi sữa hả? Chị cũng mới uống sữa xong đó. Rồi bên đây yêu cầu vậy bên kia sao? Tại sao đến giờ này em chưa có bạn trai hả? Dạ em có rồi chị, mà em chờ 25 năm nay em mới lên gặp. Dạ. Rồi xác định bạn trai luôn, khỏi đi tìm luôn. Từ đó giờ chưa có mối tình nào hết luôn hả? Dạ có một lần rồi chị, được 3 năm và chia tay cũng 3 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em chưa có đọc sách của John Gray nên em chưa có hiểu lắm về tâm lý khác nhau giữa nam và nữ. Bây giờ hiểu chưa? Dạ giờ cảm giác là mình hiểu hơn rồi. Giờ nam và nữ khác nhau gì? Dạ, khi người ta căng thẳng thì cách người ta xử lý khác mình và mình phải thông cảm cho cái điều đó. Khác là sao? Ví dụ như căng thẳng thì nam có thể là nam sẽ cần một khoảng không gian riêng, không phải như phụ nữ là cần phải được chia sẻ. Có nghĩa là giờ là nếu mà mình thấy bạn nam mình mà căng thẳng thì mình nên bỏ đi để cho bạn Dạ mình có thể là hỏi thăm là anh có cần nói chuyện không, nếu anh trả lời ngắn gọn hoặc vắn tắt là anh đang cần không gian riêng thì mình có thể là nói là lúc nào anh suy nghĩ xong anh thể quay lại nói chuyện với em. Có vẻ là nãy giờ em là toàn là trên sách vở không á nha, mà trên thực tế sách vở nó khác nhau xà lắm. Dạ. Con người nó phức tạp lắm, không có giống nhau đâu. Có vẻ bạn bên kia hơi khó, thành ra hơi ế lâu. Dạ. Lý do tại sao em ế? Nguyên nhân thứ nhất là do môi trường công việc với tính chất công việc của em. Môi trường của em quá nhiều cô gái xinh đẹp. Nhiều người đẹp, nhiều người rất là giỏi. Nhưng mà vì đẹp quá mình nhìn riết cái mình cũng chán. Trời đất ơi, lạ vậy. Bạn trai bên kia đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ chưa chị ạ. Tìm hiểu rồi chuẩn bị luôn. Trời đất. Thật ra nếu mà bạn nữ đó chịu đứng sau lưng hỗ trợ hay là động viên em thì em nghĩ là không có gì là không thể làm được. Thí dụ người ta đứng phía trước được không? Dạ thường người ta nói có câu là sau lưng người đàn ông thành công là có bàn tay người phụ nữ chứ. Nhiều khi ta đứng trước ta che chở cho bạn được không? Cái đó cũng được. Cũng được đúng không? Dạ em muốn mỗi người đàn ông lý tưởng em là người như thế nào? Chị có một cái màn em rất là thích ở đây đó là hít đất đó chị. Chị nhờ bạn hít đất xem thử là là quan trọng sức khỏe phải không? Thể dục hay không? Nó đi tìm chồng mà khóa hít đất là sao? Bạn nữ yêu cầu vậy đó, sợ tướng thư sinh vậy rồi hít đất nổi không trời? Dạ hít đất thì 10 cái thì nổi mà nhiều hơn thì không nổi rồi. 10 cái được không em? Dạ được chị. 10 cái thử đi em. Làm thiệt luôn hả chị? Thiệt chứ. Một, hai, sao nó rung rẩy vậy? Ba, bốn, năm, đừng ập mặt nó nha. Sáu, bảy, trời ơi, mệt rồi đó. Tám, chín,
Mới, trời ơi. Khổ quá. Tía tay hết, tía tay hết. Trời ơi, rung chân rồi. Cái điều này mệt rồi nha. Cái này không phải lỗi chị nha. Đó là cô bên kia, cô hành hạ em chứ chị không có ý định đó nha. Mà chết rồi, mồ hôi kê đổ hết rồi. Bây giờ, ủa mà nó nghe nè, rồi bây giờ mình chưa chuẩn bị gì hết. Rồi mình gặp bạn gái mà ưng bụng quá rồi muốn cưới liền rồi làm sao mình cưới. Thực ra cũng có nhà, có xe rồi, vậy cho lấy vợ về. Đó, thì nãy giờ là nghe câu đó đó, giấu giếm hoài. Khỏe rồi, bà Mai yên tâm đi. Bên đây là ngon rồi, chắc chắn luôn, ngon đẹp trai, hư sinh. Hít đất được 10 cái. Mặt đỏ tía tai nhưng mà vẫn nói chuyện được. Cô gái, chào em. Dạ. Lý do tại sao người ta kiếm chồng, người ta kiếm cái nghề tự nhiên kêu hít đất trước là sao? Dạ, em thích là bạn phải thể dục thể thao cho nó khỏe anh. Thí dụ như người ta làm ngân hàng suốt ngày người ta đếm tiền không à, ta ngồi ta đếm tiền, ta tư duy bằng đầu óc, ta đâu cần hít đất đâu. Dạ, nếu bạn muốn thì bạn vẫn có chút thời gian để cho thể dục thể thao anh. À dạ, dạ. Trên núi chắc khỏe mà. Tốt anh ơi. Em hay leo núi không? Dạ có. Em thích người đàn ông làm gì cho em nhất? À, người đàn ông có thể đưa em đi chơi. Chuyện bình thường, ai cũng đưa đi chơi, không lẽ bỏ em ở nhà? Dạ, quan tâm em một chút. Cũng bình thường luôn. Có thích cái gì đặc biệt không? À, nấu với em ăn. À, cái đó thì anh nấu mì gói được không em? Dạ được, cái anh nấu lại em ăn à. Em sẽ lãng mạn như thế nào khi em cầu hôn cô ấy? Thuê một cái không gian riêng mà không có ai hết. Xong rồi em để một chiếc nhẫn vào cái bánh kem. Trời ơi, nhét vô bánh kem hả? Dạ, nhét vô. Rồi sao nữa? Rồi em cắt cái miếng đó ra cho bạn ăn. Ví dụ bạn ăn bạn nhai trúng một cái, các bạn lấy ra thì ở ngoài sẽ có một dàn hoa với lại là nhạc ở bên ngoài, xong rồi sau đó sẽ tiến vào. Thú vị quá chị. Bỏ nhẫn vô bánh kem, trộn đều lên. Bên đây nuốt chắc rồi, bên đây nuốt xong chắc. Rồi nuốt chắc luôn, lãng mạn không? Em thích rồi. Ăn uống gì anh mời nhớ cẩn thận nha. Nhớ cẩn thận nha. Ví dụ này được rồi nha. Bỏ nhẫn vô bánh kem tôi mới thấy lạ lắm á. Thôi bây giờ anh hỏi nè, bữa nay em đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Có mà em có bạn thân. Rồi chào em. Em thấy anh bên kia sao? Em thấy hợp với Thương, cái ngoại hình cân xứng với nhau. Cái ngoại hình cân xứng nhưng mà nãy mới nghe cái tư duy nói chuyện có vẻ nó chỏi sao? Những cái gì mà nó phải lệch lệch vậy nó mới hợp á chị. Em nghĩ vậy. Chị cũng hy vọng vậy. Người ta khác nhau để thương nhau nhiều hơn đúng không? Dạ dạ, kiểu vậy anh. À, cảm ơn em. Vậy bạn trai có đi với ai không? Dạ, em có đi với lại dì em, với lại anh của em, với lại bạn của em. Dì đâu? Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Anh thấy cô gái bên kia thế nào? Bạn gái bên này rất là dễ thương, cá tính rất là mạnh. Dạ, thấy có vẻ có hợp với cháu không vậy? Em nghĩ là khi mà hai cái tính cách khác nhau nhưng mà không khác quá nhiều thì có thể thu hút nhau. Ai cũng nói hợp rồi đó, quan trọng hai trẻ có hợp rồi, hay không. Thôi, kéo màn lên. Rồi, kéo màn lên đi. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bạn mình cũng có món quà bạn bạn. Khô heo, khô heo. Khô heo á. Mỗi khi mà bạn đi làm về trễ mà nhà hết cơm hay gì đó bạn có thể ăn. Ngon mà. Dạ. Cậu anh á thì nuôi dê. Thì anh đang nghĩ đến cái việc không biết có nên làm khô dê giống như em. À được rồi nha, cái vụ này cũng được à. Em sẽ hỗ trợ anh thêm. Khô dê cũng lạ lắm á. Lạ lạ. Vợ làm khô heo, chồng làm khô dê. Được. Thật ra anh cũng không có tin vào tình yêu sét đánh giống như là những người khác, nhưng mà anh nghĩ rằng trong 3 giây đầu tiên thì em hoặc là anh sẽ có ấn tượng với nhau đúng không? Dạ. Thì không biết là em có ấn tượng như thế nào với anh nhỉ? À, gặp nhìn anh thì thấy hơn sự tưởng tượng của em. Thôi chứ tưởng tượng xấu lắm. Dạ không, xấu lắm nhưng mà thua này chút. Thua này chút ha. Dạ. Thì anh có thêm 2 câu hỏi nữa hỏi em được không? Dạ. Cái này anh chỉ giả sử thôi chứ không có ý gì hết. Tức là nếu như ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà em được sống thì em muốn làm gì nhất? Cần tự nhiên. Khó chịu vậy. Ta muốn bán khô heo. Bán để sống ngày mai nữa. Con này căng quá. Hỏi câu khác đi. Hỏi câu khác. Em có muốn lập gia đình hay chưa? Dạ rồi. À, em định là trễ nhất là 2 năm nữa. Nếu 1 năm được không em? Dạ càng tốt anh. Rồi bây giờ mình thích con trai hay con gái nè? Nói luôn đi. Ra con trai hay con gái gì anh đều thích hết, nhưng mà con gái thì có vẻ dễ thương hơn. Đúng rồi, mày nói đúng nè. Khoái. Khoái. Em cũng thích con gái tại vì em thấy con gái thì thường quan tâm ba mẹ nhiều hơn. Rồi 2 đứa đúng luôn. Bây giờ tiền bạc ai quản lý? Nếu mà em có thể chứng minh cho bạn là em quản lý tốt hơn thì bạn có thể giao cho em. Ồ không, anh không cần em phải chứng minh đâu. Thật ra anh có thể cho em quản lý, tại vì quản lý giữ tiền bạc rất là nhức đầu mệt. Người khác giữ còn nhức hơn em. Rồi thôi được rồi. Bây giờ mình cảm nhận thế nào mình sẽ nhấn nút. Nhưng mà em còn muốn nói một câu nữa. Cho nói câu cuối. Câu hỏi gì, câu gì? Dạ câu, một câu tỏ tình. Thường thường là anh sẽ hỏi là nhìn vào mắt bạn rồi
nói một câu nào đó rất là tình cảm. Ủa sao em biết rồi giờ anh vậy là sao biết hả? Muốn tỏ tình liền hả? Dạ. Không, tại vì đã chuẩn bị nhà rồi. Ủa vậy hả? Thì theo dõi kỹ quá. Nếu như bạn còn được sống một tới 100 tuổi bạn sẽ làm gì? Đó, hỏi câu sống thì tự nhiên vô người ta hỏi câu chết. Không, thật ra là hỏi câu đó cũng có lý do. Tức là anh muốn nói cái câu sau nữa. Anh nghĩ là lúc mà mình hẹn hò á, mình có thể cùng làm những cái việc mà em mong muốn nhất đó. Anh cũng biết em có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng sẽ rất là happy nếu như hôm nay mà em chọn anh để làm người đồng hành đi cùng em trong những thời gian sau này. Dạ. Dù chỉ là một khoảnh khắc hay là cả quãng đời thì vẫn muốn giữ lại để biết lòng mình từng vui. Bao nhiêu lâu mới gặp được một con người? Cô đó giờ chưa gặp con người nào chưa? Dạ, một người đặc biệt hơn anh. À, đặc biệt hơn. Bao nhiêu lâu gặp được con người lần đầu tiên gặp, hỏi nếu còn ngày để sống thì sẽ làm gì? Còn một ngày nữa để sống, em sẽ yêu anh. Nói thế cho nó lãng mạn. Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc hai bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Và chúc hai bạn sẽ có một cái sự phát triển về kinh tế khô heo và khô dê. Đây là những chiếc vé để các bạn có những không gian lãng mạn để chúng ta bỏ những bánh kem trộn lên để tìm hiểu về nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hai bạn phải làm đám cưới chung thì mới tặng cái này. Đúng rồi. Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu thật kỹ nha. Càng sớm càng tốt. Ba mẹ hai bên đang chờ. Có được không một cái không ta? Ở dưới trời ơi. Ông này ông theo dõi chương trình kỹ lắm. Ông tức tại sao mà ông cho tao nói câu tỏ tình. Bây giờ ông cho người ta hôn. Đó, anh Linh làm sao kỳ cục hết Linh. Thôi để dành đi. Vô đó muốn hôn gì hôn. Em thích téo má mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo khoảng 90 á. Dễ thương quá. Một cô trên núi xuống. Sao không cho hung? Ăn khô heo hung cái gì hung? Chờ chút xíu từ từ. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ cặp đôi đầu tiên rất là dễ thương. Hy vọng rằng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ càng sớm càng tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Hả màng. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Xin chào anh chị Linh và chị Cát Tường. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Yến. Năm nay em 26 tuổi. Sinh sống và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Em làm nhân viên văn phòng tại công ty tư nhân tại Thủ Đức. Quê Vũng Tàu nhưng mà hiện tại đang làm việc tại Thủ Đức. Dạ. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em tên là Trần Thiện Lam. Em năm nay được 27 tuổi. Cái gì? Trần Thiện Lâm. Dạ đúng rồi. Nghe lộn Trần Thị Lâm. Dạ chính xác. Mình mỗi lần em giới thiệu tên của em á, nhiều người ta làm chữ thiện với chữ thị nên nhiều khi em cố gắng nói rõ. Nói rõ lên là Trần Thiện Lâm mà nói Trần Thị Lâm người ta nghi ngờ. Em thì sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn gốc thì bên mẹ em ở ngoài Bắc, Nam Định. Em đang là nhân viên sale bên công ty thời trang. Chính xác là em sale được 5 năm. 4 năm trước em làm sale bên mảng đồ lót dành cho nam và nữ. Còn bây giờ em là quần áo tập gym, tập thể dục thể thao. Nói chung là quần áo. Từ nhỏ đến lớn. Dạ đúng rồi. Ha, trải qua mấy mối tình rồi? Chính xác là em 2 mối tình đều ở Đồng Nai. Lý do tại sao chia tay? Mối tình đầu tiên á, một phần là do khoảng cách. Đồng Nai đây vừa gần xịt được khoảng cách gì? Một đoạn đường ở 40 cây á, thì một tháng đi lên có một lần em không có thời gian để đi lên nhiều lần, thành thử ra tìm hiểu không có được nhiều. Trời. Mối tình gần nhất là bao nhiêu năm? Được 2 năm. Tụi em rất là hợp nhưng mà do cái hoàn cảnh lúc đó em thay đổi công việc á, người nhà của bạn gái em không thích. Thì cái thay đổi công việc là thay đổi luôn người yêu luôn. Dạ không, thay đổi công việc thì cái thu nhập nó giảm đi, thì lúc đó công việc không ổn định á, bên nhà bạn gái em có thể là cảm giác là em không đem lại sự an tâm cho người ta. Nên người quay bỏ bạn. Dạ. Đó là tình trường bên đây đó, bên kia sao? Dạ, cũng một mối tình rồi chị. Chị này cũng được 2 năm rồi. Hai người cũng bất đồng quan điểm. Người bạn trai đó thì nó kiểm soát em nó hơi chặt chẽ. Giống như em đi chơi với bạn hay sao, em có nói nhưng mà không tin với lại hay tra hỏi hay gì đó. Dạ. Ví dụ như em đi chơi vậy, bạn nó tra hỏi, bạn nói sao? Dạ, thì đi với ai thì em nói đi với bạn. Thì nói đi với bạn nào mà đi hỏi. Rồi có kiểm tra điện thoại em hay là gì không? Thoại thì cũng có kiểm tra, giật điện thoại luôn. Có thế nào bị anh đánh không? Chưa chị. Rồi bây giờ mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Dạ em thì chịu khó, biết nấu ăn, luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu.
À, em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m70 trở lên. Em cao nhiêu? Dạ 65 chị. Cái ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích béo má, mấy người tròn tròn. Béo 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 nhéo nhéo má. Nhéo. Bên kia nhiêu ký? Đừng cho tao biết. Giấu đi. Khoảng 90 á. Dạ, người bạn trai đó cũng không có răng khô với lại bụng phệ. Béo béo là phải bụng phệ chứ. Nếu mà em ôm chàng đủ cái vòng tay của em được không? Trời, đủ vòng tay em là bụng phệ rồi, cái gì nữa. Xí chó chặt thì... Rồi sao răng khô không chịu? Răng khô thì em không biết cách nào là hung sao. Cả thì thôi, có gì đâu, bình thường mà. Em có cái mẫu hình, mẫu người lý tưởng của em không? Ui, người mẫu Bình Minh á chị. Cao, to. Bên kia thích Bình Minh ha. Dạ. Bên đây chắc cũng bình mật à. Bạn trai thích bằng bạn gái ngoại hình sao bạn? Cái ngoại hình đó tôi nói là vừa, không quá mập, không quá gầy. Còn chiều cao thì tầm 1m55 trở lên. Rồi bên kia 65 rồi. Còn cân nặng thì đừng quá 60kg. Miễn là nhìn có duyên là được rồi. Còn tóc thì em thấy là tóc dài hơn là tóc ngắn. Tóc dài. Rồi ngoại hình cặp này không ổn. Không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích là bạn gái em ít nói hoặc là quá khó tính. Đừng có khó đến mức mà giận em tới 1 tuần, 2 tuần không liên lạc được, không nhắn tin, không alo, không gì hết thì thôi mình hỏi này, cái giờ bạn nam định chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà quen hợp thì 6 tháng 1 năm. Bạn nữ? Dạ, trên 3 tháng là được rồi chị. Tại wow. Bạn em nói là nếu mà báo trước 3 tháng thì nó đi thì trên 3 tháng là được. Trời đất ơi, đám cưới để báo với bạn hả? Bạn gia đình, ba mẹ sao? Có dặn dò gì không? Thì chuẩn bị sẵn sàng hết rồi chị. Chuẩn bị gì mà sẵn sàng? Chuẩn bị tinh thần. Tinh thần để đưa em đi á hả? Trời ơi, muốn chồng lắm rồi hả? 3 tháng cũng được hả? Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông, người chồng của mình? Nhậu nhẹt, rượu bia bê tha. Lại không đánh bài bạc. Không có tính toán chi li quá. Có gì nữa? Không quá nóng tính. Có cái chuyện gì hiểu lầm hay sao cần lắng nghe và biết chia sẻ. Sau đó rồi phản hồi hay là có muốn nói gì thì nói. Chửi hay là cái gì thì em không thích. Ông ai mà chửi phụ nữ, đúng không? Em gặp rồi hả? Dạ, gặp rồi. Yên tâm, anh này hiền lắm. Thậm chí em chửi anh cũng ngồi im luôn. Nãy giờ đưa ra cái điều kiện em thấy em hợp không? Dạ, em thấy em đáp ứng được 90%. Dạ. Có chửi bạn gái không? Em không có chửi, cũng không có nói lớn tiếng. À đúng rồi. Chỉ góp ý thôi. Góp ý mà góp ý riêng tư, chứ không có phải góp ý giữa một cái sự quan. Đúng rồi, về nhà đóng cửa dài nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hello. Em chào chị. 3 tháng nữa đám cưới được không? 6 tháng thì nó thoải mái hơn. Bạn có thật xấu gì không? Có chút hơi ghen, nhưng mà cũng không phải ghen quá. Ở bên đây ta sợ ghen lắm. Thí dụ như gặp cổ đang đi ngoài đường, thấy một anh bạn nào đó chở cổ đi trên đường thì em xử trí sao? Sẽ chạy về trước rồi sau đó em sẽ alo để hỏi lý do bằng sao. Xong cụp đầu xe vô bắt tại trận. Cái đó là mất hình ảnh lắm chị. Cái người con trai đó mình sẽ nghĩ mình thu kém người ta, mình đang thu người ta. Rồi đến hoa hồng. Phải dịu dàng chứ. Được. Bên kia là phụ nữ rất là dịu dàng. Tuy rằng tướng hơi to. Đó đôi con thôi gì mà tướng hơi to, nghe thấy ghê quá. Coi như hợp lắm. Em có đi với người nhà không? Dạ em đi với mẹ của em. Ồ. Chào cô. Coi như Lâm là con trai tôi mà kết với lại một người bạn gái vậy đó. Tôi thấy bạn gái thì nói chuyện cũng có dễ thương, có duyên. Thì tôi cũng cho hai đứa tự quyết định. Cô có mấy cháu? Dạ tôi có 2 cháu. Đây là lớn hay? Dạ Lâm là lớn nhất. Thằng em có vợ rồi, 21. Em mà có vợ trước rồi hả? Dạ. Có cần làm dâu không cô? Không, thì tùy thôi. Hai đứa ở chung càng tốt. Em nói chuyện vài câu với cô coi. Dạ chào cô. Dạ. Nếu mà được á thì việc bổn phận mà người con dâu đối với người mẹ chồng á phải biết kính trên nhường dưới, với lại cư xử phải phép. Con cũng không có ngại cái vấn đề làm dâu hay là gì. Mình bữa nay có đi làm dâu cũng sao chừng á. Dạ em đi với chị ruột của em với lại 3 người bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào khán giả trường quay ạ. Chị thấy bạn bên đó như thế nào? Về ngoại hình thì bạn trai này cũng hợp với Yến. Tính cách thì để cho hai bạn trẻ tìm hiểu với nhau. Chị thấy anh bên đây hiền không? Dạ, thấy anh cũng vui tính. Hiền không thì mình chưa xác định, chưa biết được anh. Như vậy là chúng ta đã hỏi thăm người thân. Dạ. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi. Kéo màn. Anh có món quà đầu tiên để tặng cho em. Em cũng muốn món quà muốn tặng anh. Cái hoa sen thì biểu tượng cho bình an. Em mong cái món quà này nó sẽ đem đến một chút bình an cho anh. Rồi, cảm ơn.
Dạ, cho em hỏi ấn tượng của anh đầu tiên thấy em. Thì anh thấy em là cũng dễ thương, anh cảm nhận được là cũng hòa đồng. Nếu mà ban đầu tiếp xúc thì thấy nó hơi lạnh lùng, quen thân hay sao thì em cởi mở với lại hòa đồng hơn. Khi mà vợ mình có việc bận á, thì anh sẵn sàng làm phụ giúp cái công việc nhà hay là cái gì cho vợ không? Việc nhà của anh được bình thường, tại anh cũng biết làm sơ sơ. Còn em thì có biết nấu ăn. Dạ, em cũng biết nấu nhưng mà không ngon lắm. Như anh cũng không có khó khăn, không có kén ăn. Dạ. Bây giờ em cảm nhận với anh thế nào? Anh cũng hiền, cũng bụng mịn. Sao đủ chuẩn không bạn? Vừa tròn ôm mà không có bụng phệ. Đúng rồi ha. Dạ. Em cũng thích ghen mà anh này hơi ghen đó. Tùy trường hợp thôi chứ không phải lúc nào cũng ghen. Có là đi chơi bạn bè, bạn trai thì bình thường. Chừng nào đi với người lạ mà thật sự anh không biết gì về người đó. Người lạ mà lỡ đi công việc thì sao anh? Thì đó thì lúc đó ghen nhưng mà về nhà mới hỏi chứ lý do. Chứ không có ghen cái việc chặn đầu xe này kia hoặc là gọi điện thoại tới thấp cũng có. Hứa nha. Chắc chắn. Bây giờ mình gặp bạn gái rồi, nhìn thẳng mặt bạn gái đi. Mình cảm giác con tim mình như thế nào? Hồi hộp nên nãy giờ cũng không có biết nói gì. Mặc dù trước khi lên thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Thôi hát bài tặng cô gái. Em thì không biết hát. Vậy cô gái hát bài tặng. Dạ, em tặng anh bài hát ước gì. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tênh. Đời em đã mất anh rồi. Trời ơi. Mới tôi vô gặp tôi mất anh rồi đó. Ta lựa cái đoạn nào đó ta kết thúc. Đoạn mất anh rồi cái kết thúc. Bây giờ em tiến tới đứng gần của gái ấy. Nắm tay cô ấy nói cái gì đó thật là lãng mạn. Chào to ha. Thì nói chung là anh với em có thể quay được nhau thì anh sẽ có một cái tình cảm chân thành chứ không có lằng nhằng. Chắc chắn thấy không làm em thất vọng. Dạ em, nếu mà anh thực sự anh nói vậy thì cũng đúng với cái mẫu người mà em chọn. Mẫu người em chọn nhìn qua tôi. Dạ. Phải nhìn thẳng vô mắt anh ấy nói. Bắt đầu. Mắc cỡ quá. Cứ nhìn thẳng vô mắt nói, đừng có nhìn qua đây. Người ta hiểu lầm á. Bình tĩnh. Rồi nhìn thẳng vô. Nắm tay vô coi cảm nhận thế nào bạn. Nhắm mắt lại, hai người nhắm mắt lại. Hôn nhau luôn đi. Điện rồi đó. Nó truyền chưa? Nhìn nhau kìa ông quay đâu. Rồi hai bạn ngồi xuống đi. Nãy giờ nắm tay nhắm mắt nói chuyện nhau xong rồi cảm giác thế nào? Nó tăng thêm phần hồi hộp. Tăng thêm phần hồi hộp. Rồi bạn nữ rất là dễ thương nha. Tôi thấy là nó rất là chuyện cả. Bấm đi bạn, suy nghĩ thật kỹ nha. Cái nút này nó hư sao anh hả? Hư thì em la lên. Tôi có bấm. Chuẩn bị 3, 2, 1, hết thời gian. Trời ơi, bấm luôn. Nào bây giờ chúng ta nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim. Đó. Trời rung quá vậy. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng của hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Anh rất là dễ thương nha, rất là hiền rồi đó. Hãy giữ chặt nha. Nắm tay nhau, chặt nhau đi. Anh dìu em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xanh. Hiện tại thì gia đình em cũng rất là mong rồi, người mà mong chờ nhất đó là ông nội em. Thì ông nội em đã mua vàng để sẵn rồi anh. Nên là mua gì? Mời bạn trai. Chào bạn. Sao style lạnh ngắt vậy? Dạ chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào rung bạn. Rung quá anh. Rung không? Dạ rung ạ. Tên là gì? Dạ em tên là Ngọc Tính. Em mới sinh nhật tuổi 31. Dạ em hiện giờ đang làm vật tư của một công ty xây dựng. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Như Thùy, hiện đang là nhân viên kinh doanh bên mảng lĩnh vực là giáo dục ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. 26 tuổi. Dạ. Bên kia 31 tuổi cũng được ha. Mình giới thiệu về mình chút xíu đi. Dạ. Nghe điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là một người lạc quan và khá là yêu đời và yêu người. Thì ngày hôm nay em đến với chương trình này với cái mong muốn giống như các cặp đôi khác, đó là có thể tìm kiếm được cái người mà phù hợp với mình để có thể là cùng nhau thực hiện những cái ước mơ cũng như là mục tiêu cuộc đời của em. Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Rung quá mà làm hơi vậy đó hả? Ủa những ước mơ của cuộc đời bạn là ước mơ gì vậy? Nó liên quan tới cái việc là sẽ có một cái gia đình hạnh phúc.
Cái thứ hai là một cái sự nghiệp ổn định. Và thứ ba là phát triển bản thân. Anh ấy cảm giác như thế nào với những lời giới thiệu vừa rồi của bạn nữ? Hai cái đầu tiên thì em thấy cảm thấy ổn. Và cái thứ ba thì phát triển bản thân thì nếu mà có gia đình mà hai bạn thì cùng chung một chí hướng, em nghĩ điều đó cũng rất là bình thường. Bạn muốn tìm người yêu thế nào? Với em thì cùng một bạn hiền nhưng mà lại cá tính một xíu. Bạn đó thích đi du lịch, đi phượt bụi với em là được rồi. Với lại làm từ thiện ạ. Em ơi. Dạ. Em thích đi phượt bụi không em? Em thích anh. Em thích, và đặc biệt là nếu như mà được đi từ thiện chung thì đó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để mà có thể tìm hiểu, tại vì em cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động từ thiện và tình nguyện. À hả? Dạ. Rồi bây giờ hỏi bạn gái kia cần điều gì ở mình nè. Năm nay em 31 tuổi thì tuổi anh cũng gọi là chuẩn bị có gia đình, nếu mà được á, em nghĩ là trong vòng bao lâu? Em cũng trả lời thật là hiện tại thì gia đình em cũng rất là mong rồi. Người mà mong chờ nhất đó là ông nội em, thì ông nội em đã mua vàng để sẵn rồi anh. Mua gì? Mua vàng đó chị. Nếu như hai đứa mình tìm hiểu mà phù hợp thì càng sớm càng tốt anh. Rồi điểm yếu của mình là gì? Dạ, đôi khi rất là khó kiềm chế cảm xúc đó. Ví dụ như là lúc đó rất là vui thì sẽ rất là hết mình, còn buồn thì hoặc là nóng giận thì sẽ thể hiện ra mặt. Còn hiện tại là em đang rất là căng thẳng. Hiện giờ đang ngồi đây là rất căng thẳng. Hít thở sâu vô. Biết hát không? Dạ biết. Làm một bản đi cho nó đỡ căng thẳng. Vỗ tay đi quý vị. Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng và trong anh mùa sang. Gió mai mơ màng trời đâu màu hồng. Người em yêu từng quanh trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay là đà, mà trời mây buồn nhà trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, đợi mùa xuân đến đem niềm vui. Rừng xuân ơi xin lặng gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Đầy gió hãy cuốn từng lá rơi, và nắng hãy chiếu màu thắm tươi. Cùng những tiếng hát điệu nhạc em chơi vơi, dù ta quay trong viễn khơi. Hay nhất là cái đoạn anh kia hát bè bè vô chung đó, thấy là hòa chung nhịp đập. Ôi, giọng giọng bạn nữ ấn tượng đấy. Giọng rất là trầm, nghe rất là ấm. Cảm ơn anh. Rồi bên đó ta có ưu điểm, khuyết điểm rồi, mình cũng kể cho bạn ấy nghe luôn. Cái ưu điểm của em là người rất là dễ hòa đồng lắm. Có một cái là em hơi nóng tính, mà khi mà nóng lên đó là cũng giống như bạn gái bên kia. Sao bên nào cũng hơi nóng quá vậy? Nhưng mà hai người nóng tính nhau như vậy là cũng khó lắm nha. Có cách nào khắc phục không? Bên kia mà nóng lên thì em nhịn anh. Chắc không? Dạ. Nhịn được không? Dạ nhịn được chị. Cái này là sở trường của em đó chị. Biết anh quê ở đâu ạ? Anh quê Quảng Ngãi. Dạ, anh có lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không anh? Chắc chắn là lập nghiệp ở Sài Gòn và đang muốn kiếm bạn ở đây. Tại vì anh cũng có nhà ở đây rồi. Dạ. Quá tốt, quá tốt. Ở với ai ở đây? Dạ, hiện giờ thì em đang ở với mẹ và chị ba. Đáng lẽ hôm nay là em đi với có mẹ, có chị nữa. Nhưng mà chị em mới sinh bên bé hồi tối. Bằng giờ năm sau. Dạ. Cũng tối nay. Dạ. Là vợ em cũng sinh. Dạ được rồi, cái đó được rồi. Hơi căng. Điều đó là quá hạnh phúc đó anh ạ. Nè, cũng hỏi một chút xíu. Mình có đặt ra mẫu người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Là một người có trách nhiệm, chân thành, biết yêu gia đình, thích con nít, sạch sẽ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao hơn em chút. Nói chung là thân hình cân đối. Mặt ngoài sáng sủa. Dạ vậy thôi. Em thích bạn trai em cao bao nhiêu vậy em? Cao hơn em là được rồi, em 1m56 anh. Để coi. Lên 57. Anh cao bao nhiêu? Em cao 1m74 ạ. Vậy là được rồi. Dạ. Bây giờ hỏi thêm một câu nữa nè. Dạ. Thôi ngại quá khỏi hỏi chút. Định hỏi thấy không ổn. Chị cắt tường làm em. Chị thấy được không vậy chị? Chút xíu nữa kéo màn lên chị. Chị sẽ nhờ em hỏi. Chào anh ạ. Chào em. Dạ. Anh này ảnh cũng có mẹ già rồi. Dạ. Bây giờ cần có vợ về cũng phụ gia đình chăm sóc. Dạ. Bây giờ anh muốn sức gấp lắm. 3 tháng nữa. Được không? Thì hai đứa sẽ tìm hiểu gấp anh. Tìm hiểu gấp là tìm hiểu sao? Tìm hiểu gấp là sao? Ví dụ như một tuần có thể sắp xếp một lần thì bây giờ cố gắng tăng cái tần suất lên. Đúng rồi. Hẹn hò nhiều lên. Tìm hiểu gấp, lạ nha. Cái này được á. Tìm hiểu gấp. Trai hôm nay đơn độc đến đây mình có người thân đi theo ủng hộ không? Dạ, bao nhiêu luôn chị. Bao nhiêu luôn? Dạ, má em mới quê vô. Với lại khoảng 15 người là có khách hàng của em là cô hiệu phó của một trường tiểu học. Với lại bạn bè thân cận của em. Mới mời 15 người vỗ tay. Rồi thôi chào mẹ trước đi nha. Dạ. Chào mẹ. Hậu quá nha. Cô thấy con rể tương lai bển sao cô? Cô chào cô ạ. Dạ. Thấy được nhiều lắm á.
Giáo sao, cô giáo sao? Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào dạ. Các quý vị khán giả. Nếu mà theo cái tiêu chuẩn Thùy đặt ra thì nói riêng với Thùy là cô thấy được rất là nhiều. Bạn rất là năng động, bạn rất là thật thà. Ưu điểm đầu tiên mà bạn đã đạt được. Dạ. Xin đó. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô. Cổ động viên mình có không? Có một người anh. Dạ. Kể một người nói một người. Dạ. Chào bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em thấy chị này cũng rất là thật tình. Dạ, cũng thẳng thắn. Dạ, được rồi anh. Rồi, chúng ta kéo màn lên. Để hai người gặp nhau, tôi cũng nôn rồi đó. Xong nếu được cái bấm nút là ghi bằng mẹ luôn nha. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Em chào anh. Có hoa tặng nha. Dạ, cảm ơn anh. Em thấy anh như thế nào? Em tin tưởng vào những cái lời nhận xét của má em, cũng giống như là cô Phượng, cho nên là em cũng tin là anh là một người chân thành. Thì với cái mong muốn như em đã nói lúc ban đầu á, thì hy vọng rằng là mình sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có thể nói cho em cái hình dung về một cái gia đình mà anh muốn có trong tương lai không? Người vợ của mình á thì tính trên nhường dưới, biết đối nhân xử thế là được rồi. Với lại biết chăm lo cho mình. Con đàn cháu đóng thì lo cái con đàn cháu đóng càng nhiều con tốt. Yeah. Em thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý hết rồi, gia đình em cũng sẵn sàng lắm. Má em ngồi đây mừng lắm. Nào kêu mẹ một cái đi, mình sẽ xuống, ta đã chuẩn bị, ta đi quá trời, nàng gái đông lắm mình còn chưa chịu nữa. Tấn công đi. Kêu bằng mẹ liền. Hy vọng trong vòng 6 tháng tới thì mẹ cho con. Rối rồi. Một câu nói nào đó để tỏ tình, để thuyết phục bạn gái có thể đồng ý hẹn hò với mình. Nếu em bấm nút thì anh sẽ cùng em đi một đoạn đường xa theo cái những gì mà em đã vạch sẵn. Sau ngày hôm nay em sẽ cho anh đọc mục tiêu cuộc đời của em. Được rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định. Một. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 2 3. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau, cảm nhận. Sao? Lạnh ngắt hả chị? Lạnh ngắt hả? Tay của anh lạnh lắm. Cảm giác thế nào? Dạ, mềm. Đây, những chiếc vé xem phim. Dạ. Chúc hai bạn sẽ có không gian lãng mạn. Một cặp loa để nghe nhạc tình yêu, cặp loa Soundmax i5. Dạ, tặng hai bạn. Nước xịt thảo dược thơm miệng Relax tặng hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi. Xin mẹ dẫn bạn gái xem phim đi. Dạ, dạ con tối nay con dẫn vợ con đi xem phim. Trời ơi, dẫn vợ. Rồi dẫn nắm tay đi liền luôn. Chứ để mẹ cho nó giờ. Hỏi mẹ cho mới đã nha. Cảm ơn chị. Khuyết điểm của em là để tin người, với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Rung rung tay lạnh ngắt hả? Mà phát biểu câu nào con nói nó chắc nuôi vậy đó. Rất là vui. Chúng tôi muốn nhìn thấy cái niềm vui này ở cặp đôi thứ hai. Nào bây giờ hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi tặng chị? Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật.
Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng á chị. Chủ yếu là về sau này nấu cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ, tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 2 mối tình rồi. Mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi, em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ, em coi một ngày, em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký rồi. Dạ, ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ, em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. À vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy chị nói, là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn, mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu, mối tình đó kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới, xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên ở lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa, xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi bây giờ cho cơ hội để quen thử một tuần, nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội tuần mà mới có 5 ngày chia tay. À, ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm, buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm, ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai, không dạ. Sao, nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng dạ. Được. Dạ, chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em huề. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ. Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya à. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá là mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ à. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Khuya làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Trời. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. Mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. Cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên, chịu khó dán lên em coi cái. Không có hói. Dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có tóc đàng hoàng. Dài một thời gian sau có thể có. Không nên nổi. Hơi mập. Hơi mập. Dạ. Hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu? Dạ 1m8. Dữ vậy, đứng lên. Đúng rồi. Tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em.
giàu lòng vị tha với lại thương người em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng, chỉ cần người đó tốt với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. À, ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Bên đây được hết trơn mà giờ người ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Chắc là không á. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Nghe bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ? Dạ em có cô giáo của em. Cô giáo? À cô giáo mà tặng quà cho chị dạ, đó hả? Dạ. Ở đâu cô đâu? À chào cô. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá thôi chào chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái à, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương, thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng á khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu, tại vì Trâm của chị á chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng mà giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để Trâm làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy lôi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là Trâm có gấu. Cảm ơn cô. Thấy cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ có bạn thân của em. Rồi chào bạn. Rồi chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Các bạn em thấy là bạn gái bên này là thấy hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối chứ ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên. Mình cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh ạ. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì hết mà. Anh không tưởng tượng gì hết mà. Không có tưởng tượng ra. Ờ vậy bây giờ là nếu mà bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào? Anh thấy em dễ thương. Nhìn rất là có duyên. Giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ. Anh có mập quá không? Mập dạ, giống hơi như mập anh à. Hơi mập hả? Phải. Ủa, đi nhưng tập... sao không thích mập em? Kỳ dạ, vậy? Em không thích mấy người mập và em thích ốm ốm cao cao à. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại. Dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào à? Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, lúc nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. À. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. Mắc cỡ quá không đọc. Rồi đọc, đọc đi. Đi quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời liền.
Ghét hay yêu? Dạ, chưa yêu à. Không có, mà thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng, thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn, hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ. 3. Nắm tay nhau đi bạn. Chưa gì cho nó cầm quà liền. Nắm tay nhau. Ngại chưa? Ngại gì nắm đi. Không, thế là đúng rồi đó, nắm tay. Không nắm người khác nắm là không kịp, nắm lại đó nha. Đó. Nắm chặt quá vậy. Cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là cặp loa Soundmat i5 gửi tặng hai bạn. Một cặp vé để xem phim. Chúc hai bạn sẽ có giây phút và thật lãng mạn bên nhau. Dạ. Chúc mừng. Cảm ơn chị. Hôn nhau miếng có mùi gì không? Để sau ạ. Hửi 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 miếng không được nữa. Hửi hửi là có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không bị hôi nách. Em xin giới thiệu, em là Phạm Ngọc Tuấn. Em là đến từ Quảng Bình. Năm nay em 28 tuổi. Ngày thì làm nhân viên văn phòng cho công ty cổ phần dược. Còn tối về làm chủ quán nhậu. Ngồi đi bạn. Và mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ em xin chào chị Cát Tường ạ. Và chào anh Quyền Linh và chào anh Quyền bên kia ạ. Dạ em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Lê ạ. Năm nay em 27 tuổi ạ. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị ạ. Và hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, bạn nói chậm như tưởng, bạn nói tiếng nước ngoài tiếng Việt kìa. Dạ. Nói chậm chậm xíu nghe cho rõ ha. Hiện nay em là nhân viên kinh doanh quảng cáo và truyền thông. Tên gì bạn? Em là Hoàng Lê ạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn Hoàng Lê? Em có 2 mối tình nhưng mà đều là đơn phương. Một mối tình là họ đơn phương em. Thật ra là đến khi mà tình yêu bắt đầu chớm nữa, người ta tiến quá nhanh là bằng cách là cầm tay em. Thế là em run quá, em sợ quá, em bỏ chạy luôn. Thì thôi luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là cũng tính vào một mối tình đó hả? Dạ. Mà sao thì... cầm tay mà sao bỏ chạy luôn vậy bạn? Là từ trước đến giờ mà nếu nói mà cầm tay con trai thì em chưa cầm tay con trai lần nào. Chưa hôn lần nào? Chưa. Dạ, chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Bên kia anh nãy giờ nghe, dạ, anh thấy sao nè? Thì đối với em thì cũng đã trải qua 2 mối tình rồi, cũng khá lâu ạ. Đối với mối tình thứ nhất thì cũng thời phổ thông nhưng mà cũng kéo dài đến 4 năm ạ. Sau khi chia tay thì chung là cũng quậy phá dữ lắm ạ. Ai quậy? Em quậy ạ. Em quậy gì? Em cùng anh chơi nhậu nhẹt, chơi đủ thứ ạ. Cả đồ rồi xuống đê bài bạc. Trời đất ơi! Là mình buồn quá vậy? Mình buồn quá, dạ, mình chơi hả? Hay sao bạn? Dạ, thì lúc đó là em cũng buồn rồi, em cũng chán nản mọi thứ rồi em ăn chơi vậy. Sau một thời gian thì em gặp đây một bạn gái. Em từ bỏ tất cả mọi thứ, thì bắt đầu học lại, ra trường một thời gian đi dạy ở trường trung học phổ thông ở Gia Lai. Vì bạn gái sinh sống ở Sài Gòn này, em cũng bỏ công việc dạy ở ngoài Gia Lai rồi em vào Sài Gòn em lập nghiệp. Sau khi chia tay bạn có trở về cái chuyện cũ không? Giờ là em chỉ thủ làm ăn ạ. Bên kia có muốn về làm bà chủ quán nhậu không? Thì em thấy là khả năng nhậu của em cũng rất là ok. Nhậu. Người ta đã từ bỏ rồi đó, còn rủ ràng. Dạ không phải, ý là em nói nhậu ok có nghĩa là em biết chừng mực. Em có thể nhậu mà có thể nửa cái không say. Mà em chưa bao giờ nhờ người khác chở về. Khi em nhậu em biết chừng mực đến cái đoạn nào là em dừng được. Thì nếu mà nói về làm bà chủ quán nhậu thì có khả năng là mình có thể là... Thôi về quản lý tài chính được. Quản lý được ha? Dạ quản lý được. Có thể vậy là ok rồi. Nhiều người nhận xét em là một người tông thôi. Và có một đặc biệt là em rất là thích thể thao mà đặc biệt là bóng đá. Em là fan cuồng nhiệt của MU luôn á. Em có đá không mà là em chỉ xem thôi. Dạ em có đá luôn. Có đá luôn. Dạ có đá. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền vệ chị. Tiền vệ. Dạ tiền vệ. Rồi bữa nào đi đá banh với anh Nguyễn Linh nha. Anh đá dữ lắm. Dạ chắc là hy vọng cũng mong được như vậy hả chị. Hay em ơi em Quảng Trị vào em hát một bài nào đó về Quảng Trị đi em. Thôi đến với chương trình này thì em cũng có một cái bài hát để chuẩn bị trước tặng cho bạn nam và tặng cho chương trình. Rồi.
Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói qua màu, giấc mơ mình cùng xây đắp trao nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Em ở Quảng Bình hả? Dạ. Thế mạnh em nhất là gì? Đam mê thể thao. Cũng là bên này cũng là một fan của MU luôn đấy. Ồ. Bây giờ muốn người phụ nữ như thế nào? Giờ duyên tới nó tới à? Chơi cho sao thì nhận vậy thôi. Nhưng mà có cả tính là được rồi. Vui vẻ nói nhiều. Không thích gì người phụ nữ? Xê xoa này, xăm nhuộm. Nhuộm tóc? Dạ. Nhuộm tóc mắc gì không thích? Phụ nữ thì dạ, nhuộm không, tóc đẹp nhuộm. Chứ anh ơi có thể màu nhuộm. Nào được, anh có thể tự màu nào. Nhuộm ở đây là ý em nói là nhuộm nó loẹt loẹt quá chị. Có đặt ra cái chuẩn người bạn nam của mình là như thế nào? Tiêu chuẩn đầu tiên mà đặt lên hàng đầu đối với em là hiếu thảo và lễ phép. Còn về sở thích thì cùng bóng đá với em là rất là ok rồi. Vì em có thể ngồi nói chuyện bóng đá với anh ấy còn cả ngày cũng không sao. Anh ấy cao khoảng 1m68 trở lên là được. Không mập, không gầy, vui vẻ và hay cười là được. Vì em là người hay cười, mà em cũng nói nhiều lắm. Cho nên là nếu mà anh ấy cười nhiều với em thì em không bị lạc lắm. Ừ. Được rồi, để chị coi. Chào chị. Nói chuyện sao mà rề rề rề, không có sức sống gì trơn vậy. Thanh niên mạnh khỏe người ta mới dám lấy chứ. Con chuột bư lắm hả chị? Chuột đâu mà chuột, chuột lắc đó, chuột. Có nè, chuột nè đi ăn chơi về ạ. Giờ mình lấy vợ thì mình ở đâu? Em nghĩ là định cư ở Sài Gòn luôn. Có nhà cửa gì chưa? Dạ, tương lai sẽ mua. Bây giờ đang đi được đến bao nhiêu phần đường đến tới cái tương lai đó rồi? Vừa rồi thì em vừa mới mở rộng quán nên chắc là phải tầm cỡ khoảng một năm nữa mới có. Quán dạ. Làm ăn ổn định không? Dạ ổn định chị, đếm ít nhất thì cũng 15 bàn. Dạ cũng ổn định rồi, khi nào kết hôn được? Em nghĩ nếu mà chưa sự ổn định thì ở tầm một năm, còn không thì ra riêng cưới liền. Bao nhiêu nhân viên chạy bàn? Hiện tại thì đang 4, con đang bảng tuyển thôi chứ là thấy ai vào. Rồi, để tuyển cho người nữa là 5. Ổn định, ổn định. Có đi với người không? Có đi trai không em? Dạ, đi với em họ. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Cường Linh ạ. Em thấy thì anh rất là hiền, nhìn rất là chất phác. Thì lại nói chung là cũng chung cái sở thích bóng đá với chị Lê là thấy mừng lắm rồi. Tại vì rất là... Trời, lấy chồng mà chỉ mong có chung cái sở thích bóng đá thôi hả? Dạ, tại vì nói tới bóng đá là chị Lê chị nói suốt, chị nói không nghĩ cũng được với chị. Nên có người chung mình sẽ thích mừng lắm. Mùa đá bóng rồi, coi đá banh rồi, coi gì, coi cơm nước, chồng con gì khỏi lo luôn hả? Dạ, em mê thì em mê, nhưng mà khi không coi trực tuyến được thì trực tiếp được thì em có thể coi gián tiếp. Và em thấy là hai người có tính đôi với nhau không? Dạ thì em nghĩ là cái này là một phần nào do chị Lê đó, nhưng mà theo em thì em thấy là hai người rất là hợp. Nói chung em cũng khó chịu nói chuyện bóng đá hoài cũng mệt đúng không? Dạ. Không, em cũng đam mê bóng đá anh. Em cũng đam mê bóng đá. Em cũng nói chuyện bóng đá nhiều lắm anh. Nhưng mà gặp nhau nói chuyện tình yêu được, nói chuyện bóng đá nha. Trời, trời dễ thương quá nha. Chào bạn. Dạ. Nhìn rất dễ thương. Dạ. Nãy giờ anh nghe cái giọng bên kia anh nghĩ là chắc già lắm. Dạ. Giọng chắc khô khan lắm. Bởi vì vậy cho nên em mới ế là cứ con trai mà thấy gặp mặt em là cứ nhìn mặt thì khác mà giọng thì khác à. Giọng và người nó khác nhau đấy. Dạ đúng rồi. À, dễ thương. Dạ. Anh chàng bên đây cũng rất là giỏi, thầy giáo nè, chủ quán nè, tức là có ý chí phấn đấu nè. Rồi nấu ăn nữa. Rồi rồi. Mà xí nha, nói chuyện là tình yêu nha. Không bàn chuyện bóng đá nha. Hai phút bắt đầu. Dạ. Anh chào anh. Anh gửi anh nha. Dạ em cảm ơn. Coi như lần đầu gặp. Dạ cảm ơn. Rồi. Anh thấy em thế nào? À, với anh thì anh cũng thích một con người phụ nữ thì có cá tính, vui vẻ, nói nhiều. Dạ. Còn về sở thích thì anh cũng thấy giống anh rồi đấy. Dạ. Vài bữa dẫn em đi coi MU đá rồi. Rồi không nói chuyện bóng đá. Yên tâm, chuẩn bị mua tivi về tài quản tha hồ xem luôn. Vậy hả em? Quán có tivi mở bóng đá luôn anh? Có luôn. Có nhuộm tóc, bên đó có nhuộm tóc. Dạ, đúng rồi. Đấy, nhuộm tóc màu nhẹ nhàng, không phải là mùa cái màu mà nó nổi bật hay nó le lẹt quá anh. Dạ. Em có thích con gái tóc để tóc ngắn không? Thì cái chuyện tóc ngắn hay tóc dài thì anh không quan trọng. Cái đó là còn phụ thuộc vào cái điều kiện với môi trường làm việc của mỗi người nữa. Nếu mà có một vấn đề gì đó xảy ra thì anh có hay dùng hành động không hay là gì, dùng lời nói thôi? Hồi giờ cũng quậy quậy rồi cũng dữ lắm nhưng mà chưa bao giờ đánh phụ nữ. Dạ. Em muốn kết hôn thì em muốn sinh sống ở quê ở trong này. Dạ, em đã xin ba mẹ vào đây định cư lập nghiệp trong này là em quyết định ở trong này rồi. À, đó là ước mơ của em. Hướng đây. Dạ. Nếu mà trong một năm thì mình định về quê thăm gia đình một năm ấy là. Hiện tại thì một năm anh về quê đến 4 đến 5 lần rồi. Có thời gian rảnh là anh về liền. Quảng Trị, Quảng Bình gần mà, chung đường đi mà. Dạ, đúng rồi. Chung đường đi. Đi xe máy cũng được anh. Rồi, sắp tới ta sẽ tính cái việc hôn nhân thế nào nếu mà hai người đồng ý hẹn hò với nhau. Gia đình em cho em thời gian, đó là từ đây đến tháng 6 năm tới. Vậy hả? Là phải quyết định xây dựng gia đình. Cho nên nếu được thì làm luôn. Làm luôn. Rồi, để đi cho nó gọn. À. Đúng rồi, cảm nhận cái người đối diện cho... thế nào? Dạ, em cũng hiền, có giàu nghị lực là thấy giống em rồi. Em cũng vào đây thì cũng lập nghiệp làm rất là nhiều nghề. Bây giờ thì cũng ổn định theo nghề kinh doanh. Có cùng sở thích thì cũng có thể nói chuyện được nhiều. Em cũng hay cười.
Bạn Nam có hát một đoạn nào đó để mà tỏ tình với bạn gái? Hát đây chắc hát bài Tình Cây Và Đất. Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây song song với ai. Quên rồi. Thầy giáo nhút nhát quá nhỉ. Nào chúng ta nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định. Đến với ba tiếng đếm. Một, hai. Bạn gái thấy tim mình đập như thế nào? Đập mạnh lắm anh. Đập mạnh lắm hả? Dạ. Còn bạn trai? Em thấy rung rồi anh. Và ba. Hết thời gian. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào đấy. Tay em thấy dơ nọ, trái tay lắm anh, động chắc nó sơ đấu ấy. Để nắm đi. Nắm đi, ta có chưa có cái nắm tay nào mà để nó đàng hoàng hết á. Thôi anh động tay em được chưa? Cảm thấy sao? Cảm giác lạnh lạnh, tim đập mạnh hơn. Không có bỏ chạy nữa nha. Rất nhiều rồi anh dạy cho nên bây giờ é đó người. Ăn chơi dữ lắm mà. Dạ. Cái ba chơi rồi nhưng mà còn ngày lắm nha chị. Kệ, nhưng mà người ta cái hôm nay là cái ngày đặc biệt. Không có sự chứng giám của là nhiều người. Không gì đâu mà giống hửi không? Bình thường mà anh, đang ngại á. Thấy hiền hiền mà tắt điện rồi hiền nguyên hình á. Cái này nguy hiểm này. Ông này kiểu lù khù dắt lù ta chạy hồi nào không hay nè. Đây là những chiếc vé xem phim lãng mạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn chị. Nắm tay vô bạn gái xem phim. Đây, hoa của bạn. Nắm chặt, đừng có bỏ lời ra nha. À, ông này sao không chuyện đó, mình không có thấy sức sống gì hết trơn vậy? Vì, nói không nổi nữa hả? Không phải vì cái tính như vậy. Nói vậy thôi chứ cũng đến nổi đâu mà. Những cái người nào ta nói là nói nhiều không làm được bao nhiêu đâu. Không có đâu anh. Thì bởi vậy mới sợ ông này không lụ khụ không dắt cái luôn tao không chạy nè. Tình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vừa ăn tiếp trong cái người đó vừa qua được. Bây giờ em đẹp rồi nên em vừa lại. Không lấy chồng mình về quê nữa, xấu hổ quá. Không, hy vọng rằng họ sẽ tiến thật xa trên con đường hạnh phúc. Trời ơi, là mai làm mốt cũng khổ tâm lắm chứ. Phải lựa chọn kỹ mình mới nói vô cho người ta được chứ. Hay, thôi nhưng mà dù sao thì họ cũng đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúc họ sẽ có những cái giây phút thật là hạnh phúc với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai xem họ như thế nào. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Rồi, chào bạn, bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Nụ cười chị thật dễ thương muôn phần. Chào anh Linh rất dễ gần ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Chào anh ngỡ gặp người thân trong nhà. Chào khán giả gần xa. Em xin giới thiệu em là Huyền Trân ạ. Huyền Trân là tên ở nhà, còn Nguyễn Thị Hiền thì mới thật là tên em. Wow. Giới thiệu là có vần có thơ đàng hoàng đấy nghe. Ủa, nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 29 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai. Chào em, chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Cát Tường. Chào rồi, tất cả mọi người. Chào em bên kia. Em tên là Lê Thái Sơn, quê thì ở miền Bắc, nhưng mà gia đình vô Đồng Nai sống cũng lâu rồi. Và hiện tại thì đang làm việc ở Thủ Đức. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 36 tuổi. Cô bên kia 29. Anh làm công việc gì? Làm thợ sửa xe. Xe Honda hay xe hơi em? Dạ xe Honda chị. Mình sửa xe bao nhiêu lâu rồi? Dạ, cũng 10 năm, 11 năm vậy rồi chị. Làm cho người ta hay là mình có chỗ sửa riêng? Dạ mình, em mở tiệm lâu rồi chị. À, có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi chị. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ tại vì chia tay không phải là tụi em tự chia tay mà gia đình bạn gái không có thích. Vì em không được may mắn như những người khác. Em bị tật một chân. Tức là ngày xưa mình bị... Em bị sốt bại liệt. Bị sốt bại liệt đúng dạ, không anh? Dạ. Từ hồi nhỏ luôn hả? Dạ, hồi năm em hơn 1 tuổi. Mấy người kia chia tay là bởi vì cái khiếm khuyết trong cơ thể của anh hay đúng. Là chia tay vì việc gì? Dạ, chia tay vì em bị tật. Nhưng mà họ đến với anh thì họ cũng đã nhận thấy từ lúc không đầu phải, tức là gia đình người ta không có đồng ý. Chứ còn cái người đó thì vẫn thương. Người ta vẫn yêu anh. Dạ. Sao mình không vượt qua thử thách đó? Dạ, nhiều khi mình yêu mà nhiều khi chưa có đủ lớn để vươn cái cho cái người đó vượt qua được đó. Em có đặt nặng về ngoại hình người ta như thế nào không? Dạ không, ngoại hình không quan trọng. Bây giờ em đẹp rồi nên em vù lại. À,
Rất là dễ thương. Mình nói chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Thì như không có điểm mạnh nào. Em được cái là thích làm thơ. Còn điểm yếu thì vụng về hậu đậu ạ. Với lại hay vô duyên. Vô duyên là vô duyên sao? Thấy dễ thương nãy giờ mà dạ, vô duyên. Dạ, thấy cái gì phô bày ra trước mắt không nên nói cũng nói thì... Vậy thẳng thắn chứ đâu gì vô dạ, duyên. Giống như ngồi canh đồng nghiệp mới mà thấy người ta hơi nách em không chịu em bị nách. Anh Quyền Linh anh thích những người nào thẳng thắn? Không có việc có những việc thẳng thắn nhưng mà có những cái việc nó thuộc về gọi tinh thần á thì cũng nên giấu cho người ta chút xíu, giống như chuyện hồi nãy vậy đó. Cũng nên tìm cách nào nói chứ không nên nói thẳng thắn như vậy. Dạ, tại em vô duyên từ bé. Thì mình biết như vậy thì mình phải khắc phục chứ. Ví dụ như em ngồi kế bên có cái anh đó, anh ở dơ đi. Dạ. Thì có thể là em tỏ thái độ hay là em tìm cách nào nói cho tự nhiên đó. Ông này ông dơ quá, thấy ghê quá, thấy gớm quá. Dạ, hôi thì phải nói hôi chứ anh. Trời ơi. Là 29 năm rồi anh ơi, giờ khó đào tạo lắm, gì phải từ từ. Nhưng mà giờ chị nói nè, thực chất giờ muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn rồi chị, mẹ cứ dục hòa. Mẹ dục hòa, mẹ nói sao? Không lấy chồng đừng về quê nữa, xấu hổ quá. Còn bây giờ muốn khi nào lấy chồng? Được thì năm nay luôn. Bây giờ hỏi kỹ một lần nữa nè, em yêu cầu em muốn người bạn trai của em là người như thế nào? Có chí làm ăn chị, rồi cũng nghiêm túc trong việc xây dựng gia đình. Tại em bây giờ già rồi. Anh thấy sao anh? Không, em thấy bạn gái bên đó cũng được, có cái gì hậu đậu hay gì đó, hay thẳng tính gì cái đó cũng là một cái tốt, nhưng mà có cái mình nhiều khi mình phải xử lý cái tình huống cho nó khéo một tí thì đúng cũng rồi, sao rồi, khéo xíu đã, thôi khéo. Mình nói không có sai nhưng mà mình nói tại sai cái thời gian thôi. Đúng sai, rồi đó. Chính xác như vậy. Cái công việc anh thì ổn định rồi. Dạ. Còn quê mình ở đâu? Quê gốc của em thì ở ngoài Thanh Hóa, ở ngoài miền Bắc á. Còn em cũng gia đình Hóa. Em thì sống ở Đồng Nai. Hai người này cùng quê rồi, cô bên đây cũng Thanh Hóa. Nhưng mà hỏi anh tí là bây giờ lấy vợ thì mình vẫn là sống ở Thủ Đức hả anh? Dạ em sống ở Thủ Đức mà chị. Cho nên đem vợ về tiệm sửa xe luôn hả? Có chỗ không? Không, tạm thời thì ở tiệm sửa xe luôn, nó cũng rộng mà chị. Em... Người sửa xe hôi lắm anh ơi. Dạ. Không có đâu em. Nói thật hả? Tiệm sửa xe mà thì... đương nhiên rồi, cái chuyện đó là bình thường thôi. Nhưng mà mình khéo léo chút xíu thì nó sẽ cũng ok thôi, chứ đâu có gì đâu em. Đâu có được. Anh muốn người phụ nữ thế nào? Cái nhất là phải ngoan hiền, biết lễ phép với người lớn, dễ nghe dễ nói là được. Dễ bảo hả? Dạ. Anh có gia trưởng không? Không. Hồi nãy chị nghe em có nói là em không có quan trọng bề ngoài, đúng không? Nhưng mà thường phụ nữ thì em có đặt nhiều cái mẫu người lý tưởng hay là cao lớn mập ốm hay là như thế nào? Mẫu bạn trai em thì cao 1m65 trở lên được, không bị mùi cơ thể ạ. À, thì nãy giờ có nghe cái kỹ vụ mùi quá vậy, sao cứ nhắc cái chữ mùi em hoài. Em dị ứng mùi chị, em mà ngửi thấy mùi em chạy. Mùi thơm bên kia còn sửa xe nữa. Sửa xe là cái mùi xe thôi, về tối người ta tắm rửa. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, em có bạn thân rồi. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em là bạn của bạn Hiền từ hồi cao đẳng đến bây giờ. Tính tình của bạn Hiền thì trước giờ bạn bè luôn nhận xét á là bạn ấy rất là hiền lành và thật thà. Nhưng mà những cái lời nói của bạn ấy á rất là chân thành và thành thật lắm, nên hầu như lúc nào cũng đem đến niềm vui cho mọi người hết á. Theo em cảm nhận thì anh bên đây á cũng có vẻ như chững chạc và cũng có thể biết chia sẻ, có thể hướng đến tương lai được. Còn cái phần quyết định thì em để bạn Hiền suy nghĩ thôi. Thì mình hỏi ý kiến bên đây chút xíu xong rồi mình cho hai người gặp mặt ha. Dễ thương nè. Đôi khi á có những cái lúc mà mình nói thẳng nói thật quá đó, mình làm tổn thương người khác, em có nghĩ điều đó không? Dạ có. Xong em xin lỗi. Nói xong xin lỗi. Em vô duyên chưa sửa được. Nhưng mà dễ thương ở chỗ là em biết em vô duyên. Đúng rồi. Nhưng mà đôi khi ở một cái nơi đông người quá, cố gắng mà kiềm chế không được hả? Lâu lâu được, lâu lâu quên mất. Em hỏi thật, anh có một chút khuyến khuyết về cơ thể? Dạ chắc có tài dị tướng anh. Có tài dị tướng không sao đúng không? Dạ, để em xem. Em xem nữa ha. Thôi để chị xem trước cho ha. Dạ chị ta. Trời ơi đẹp trai phong độ quá trời mà. Công việc ổn định? Đâu, anh nói bị gì đâu. Bị cái chân chút xíu thôi. Quan trọng là mình sống nhau thế nào thôi. Là công việc mình ổn định. Đúng bên rồi. Đây chủ yếu là công việc ổn định. Tại vì lấy nhau về anh 36 là cũng lớn lắm rồi. Cô này cũng 29 rồi. Và cũng cố gắng sớm sớm là mua cái nhà. Chứ cô này ở chung xe, cổ kỵ mùi hôi. Mà cổ buồn buồn cô ra trước tiệm cô nói trời ơi hôi quá, hôi đồ là chết luôn á. Cổ tự nhiên á. Không có tiệm sửa xe của em không có hôi đâu chị. Sống hôi, dạ, cô nhớt hôi dầu mỡ được. Không có dọn dẹp sạch sẽ lắm. Thôi cũng được, rồi để tôi ráng. Nào chúng ta kéo màn lên. Rồi, 2 phút. Anh có bông hoa tặng em. Bây giờ em có tưởng tượng gì về anh không? Dạ, tưởng tượng anh quần áo hơi dơ, dầu nhớt.
cái đó là cái lúc làm việc thôi em. Rồi ví dụ như mà đi chơi hay đi tới những cái buổi như thế này thì cũng không đến nỗi đâu. Em đi đám hay đi tiệc với anh, em đi một người bên anh em có ngại không? Dạ em không ngại. Rồi. Em đẹp rồi em bù cho anh. À vậy hả? Vậy được rồi. À, hôm nay qua đây thì anh cũng tặng em một bài hát. Tết này anh không thèm kéo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Tết này quên lại chị tưởng anh dùng quá. Tết này anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu vì đã có em bên đời mong hay. Lại nó dở rồi. Thôi là được rồi. Tại vì anh cũng rung quá, anh rung quá cho nên quên lại. Em đọc bài thơ tình yêu nào đi. Đọc bài thơ tặng ảnh đi. Em à, chị đọc giùm em. Cái gì vậy? Sao chị đọc giùm là sao? Tại em run quá chị. Em đọc đi. Thôi em đọc đi chứ chị đọc thì đâu có được. Em đọc đi. Dạ, bài thơ tình buồn. Tưởng đâu là tiếng ái tình bên người lay động tim mình chiều nay. Ngờ đâu chợt có một ngày, một câu người nói ta hay mất người. Ta về trả hết nụ cười, trả lời ân ái của người chiều nào. Bữa nay gặp gỡ đầu tiên mà sao chọn bài thơ buồn quá vậy em? Dạ, đây là bài thơ thất tình đầu tiên. Thì anh nói câu cuối như thế này, anh với em thì cũng không ai cũng còn nhỏ nữa. Thôi thì mình sẽ cho nhau một cơ hội đi, để mình sẽ tìm hiểu nhau. Em bị dị ứng với mùi hả? Dạ. Bây giờ có cảm giác mùi gì chưa? Ai mà hồi nách là em biết ngay. Anh lên đừng có lại đứng gần ta đó. Qua lại có cảm giác mùi gì không? Dạ không, anh thơm ạ. Anh thơm hả? Cảm ơn em. May quá. Nào, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha. Anh ấy vừa nói là Tết nay anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng. Một. Tết nay anh không thèm đi chơi cine hay nhạc hội Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hai. Vì đã có em đem lại nguồn đời tô thêm vào tình người trang chứa vạn niềm yêu. Ba. Hết thời gian. Bắt tay lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau coi. Tại em lạnh quá. Cảm nhận được gì chưa? Hồi lát nữa. Hôn nhau miếng rồi có mùi gì không? Để sau ạ. Hửi miếng không được nữa. Hửi thôi coi có mùi gì không? Gì vậy? Có mùi gì em? Dạ không bị hôi nách. Bạn trai thấy sao? Dạ được chị. Tao rất là thẳng thắn. Không thật tình đấy, nắm tay chị nắm luôn đi. Sao tự nhiên buông ra vậy? Đây, gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim. Cảm ơn anh. Chúc bạn sẽ có những buổi xem phim thật đây là lãng mạn nha. Nước xịt thơm miệng, thảo dược Relax. Cảm ơn chị, cảm ơn. Nào, mời hai bạn. Cảm ơn. Thôi dễ thương quá. Hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Em thì khá là vừa chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Mời bạn Nam. Chào Nguyên Linh, chào chị Cát Tường, chào các khán giả. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ hai bên chúng ta bắt đầu trò chuyện nha. Đầu tiên mời bạn nữ bên kia giới thiệu về mình. Em tên là Ngọc Hạnh, 29 tuổi. Hiện tại em đang làm quản lý tại công ty nghiên cứu thị trường. Công việc chính của em là làm việc với lại các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Rồi, quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra ở đây. Rồi, bạn trai, mời em giới thiệu. Dạ, em tên là Thọ, Phạm Hữu Thọ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trợ lý giám đốc sản xuất của công ty gỗ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Nhưng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Ờ, hiện tại em đang làm ở Củ Chi. Củ Chi? Dạ. Là cũng gần Tây Ninh mà. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Dạ. Mối tình nào mình nhớ nhất? Đó là mối tình thời sinh viên. Không, mối tình xa rồi. Nhưng mối tình gần đây nhất nè, là bao lâu rồi? Cách đây còn 2 năm nữa. Qua các mối tình như vậy, bạn rút kinh nghiệm như thế nào? Tại sao mình phải chia tay những mối tình như vậy? Có lẽ là do em quan tâm bạn gái đó quá mức. Nhiều lúc quan tâm quá mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Quan tâm quá thì thích chứ có gì đâu mà. Cái đó em cũng không hiểu. Bạn gái đầu tiên á là em quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quan tâm nhiều có thể là bạn nữ cảm giác có thể là lạ. Không phải lạ nhưng mà quan nó tâm nhiều quá đó. Giống như mình theo dõi nhiều quá. Người ta cảm thấy bị bức bối. Bức bối gì đó, mình bó buộc người ta quá.
Không, không nói buồn, anh chỉ quan tâm hỏi thăm thôi. Chứ em cũng không ràng buộc. Còn mối tình mấy mối tình sau là không quan tâm nữa. Nhanh đi luôn. Đi luôn. Đi luôn. Rồi, vậy là hiểu rồi. Bạn gái, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên đó chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình là không có cảm xúc. Nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra á. Thì em gặp rất là nhiều người. Và cũng có những người là kiểu như là độc thân, hoặc là những người mà cũng muốn tiến đến, nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi. Còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Ủa, 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Không phải là không muốn lấy chồng, nhưng mà ở nhà em thì gia đình em quan niệm hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chỉ cần hôn nhân đó là mình cảm thấy hạnh phúc. Thì dù mình 29 hay là mình 30, 31 tuổi thì chuyện đó thật sự nó không phải là mà quá nghiêm trọng. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Chờ 1-2 năm nữa thì không, đúng là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà 29 mà lên tới 39 thì cũng hơi mệt mỏi. 39 thì chắc là em nghĩ là hơi lố, tại vì... Thì đó, nên mình phải lo từ bây giờ chứ em nói không quan tâm sao được, đúng không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là quan tâm ở cái khía cạnh đó là em chú ý bản thân em hơn. Có nghĩa là mình biết những cái kỹ năng hay là những cái gì mà mình cần để mình chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Ví dụ như là về tài chính hoặc là về cái cách mà cư xử. Thì đó là những cái mà em nghĩ là mình khi mà mình sẵn sàng á, thì nếu mình tìm được một đối tượng phù hợp thì chắc chắn là cái chuyện mà đến với nhau nó là chuyện dễ. Em thì em không có giống như một số bạn thì sẽ rất là lo lắng, sốt sắng, sợ là chết men rồi, không ai cưới mình rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lanh lắm đó, bạn trai bên kia nghe bạn gái nói quan điểm của mình thì thấy như thế nào? Dạ, em thấy cũng ok chị. Cũng có một phần giống em. Tức là cũng muốn có một cái tài chính ổn định. Bạn gái bên kia muốn tìm bạn trai của mình như thế nào? Cái đầu tiên sẽ là chuyện là phải rất là chín chắn và trưởng thành. Tính tình thì sẽ là điềm đạm. Tại vì thật ra tính tình của em thì em có thể điềm đạm, nhưng mà bản chất gốc thì em cũng không có được hiền cho lắm. Mình bên đây thì rất là điềm đạm, rất là trầm. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa bạn gái? Thật sự cái này thì nói cũng rất là thẳng thắn luôn, có nghĩa là hai người phải có đảm bảo về tài chính mà phải tương đối ngang bằng với nhau, thì nó cũng tạo điều kiện để cho tinh thần mình thoải mái. Ví dụ như là đi chơi hoặc là đi du lịch thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Và em nghĩ là cái cuối cùng sẽ là cái chuyện là một người đàn ông có lòng vị tha. Tại vì trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều sai lầm, ai cũng sẽ có sai lầm chứ không thể nào gọi là trọn vẹn được. Thì nếu mà có lòng vị tha thì mới đi đường dài được, còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là hòa hợp với nhau. Sao anh? Tài chính nó cũng đủ mạnh để mình đi du lịch rồi đó. Vẫn đảm bảo đầy đủ. Có thể lo cho vợ và một người con được không? Dạ được. À, vậy là cũng ổn rồi. Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em muốn tìm một bạn nữ như là tóc dài, nó che trắng chút xíu. Nếu được á thì bạn đó bù lại cho em chút xíu là nó nhiều chút xíu. Đó. Thấy rồi đó, có đó, dạ. Nhiều đó. Yên tâm. Dạ. Có yêu cầu gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Em rất là dễ hòa hợp với lại người khác, rất là dễ gần, cũng như là em rất là kiên nhẫn để hiểu người khác như thế nào. Còn nếu mà gọi là trong chuyện mà quen nhau như là bạn trai bạn gái á, thì thật ra là em là người luôn chủ động và tạo ra những bất ngờ cho bạn trai. Em hay giận, nhưng mà khi mà giận xong thì để chừng nửa buổi hoặc là mấy tiếng là tự em sẽ hết giận thôi. Không sao, gái giận hờn vu vơ tí cũng được. Thấy bạn trai, nếu bạn gái cứ hay giận hờn hoài, mình có chiêu nào làm cho bạn gái hết giận không? Có thể là đi ăn uống, xem phim. Nếu mà giận dữ quá thì có thể là chuyến du lịch nào đó để xoa dịu đi. Anh có ưu điểm, khuyết điểm gì? Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà có thể dẫn tới thái quá chút xíu. Thái quá là sao? Chiều quá. Chiều quá đó hả? Ví dụ có thể là tối nhắn tin, sáng nhắn tin, hỏi thăm cũng nhiều vấn đề. Vậy được mà, thích mà. Bạn gái có thích bạn trai không? Đừng có nhắn tin nhiều quá. Quan tâm mình nhiều vậy không? Người ta cũng bận nhắn tin hoài, người ta đâu kịp trả lời đâu. Phải thôi chị, tại vì ai cũng có cuộc sống bận rộn nhưng hết. Đúng rồi. Ngộ lắm. Thì nhưng mà mấy cái đợt sau này là em rút kinh nghiệm là em ít lắm. Bởi rằng con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á, thì cũng nói sao không, ta không quan tâm mình. Mà nhắn nhiều á, thì cũng bởi cho nó khó lòng lắm em. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Dạ. Bạn có muốn kết hôn chưa? Gia đình cũng hối thúc nhiều, nào cũng nghe nói hết rồi. Riêng sợ về luôn. Nếu tìm hiểu thì bạn muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 năm, 2 năm. Nếu mà cảm thấy hợp với nhau thì mình tiến tới thôi. Bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Cái hình xăm á, thì ở đó em không thích. Có xăm mình không bạn? Dạ, chỉ vậy thôi chị. Nó yêu quá thì xăm đơn anh trên đây rồi sao? Những cái điểm xăm mà có thể là nó giấu đi chút xíu á thì không sao, đừng có lộ liễu quá. Được, anh đây hiền á, hiền hậu dễ thương. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với lại em gái em ạ.
Thao, gặp em gái nào. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em ruột của chị Hạnh. Thì em có nhận xét là anh này cũng chín chắn, ngoại hình thì ưa nhìn, cũng có chí làm ăn. Theo em thấy thì cũng tạm ổn với chị Hạnh. Em nói gì cho em gái tin tưởng chút xíu đi. Thật sự em cũng không biết nói gì giờ nữa. Nói sao để em gái tin tưởng, có thể nói thêm với chị đó. Nếu mà hai người có thể tiến tới hôn nhân á, là anh chắc chắn đảm bảo một điều là bạn nữ bên kia sẽ không khổ và có thể là có một người chồng rất là tốt. Vậy được rồi, quá được. Để kiểm tra xem cô gái bên thế này rồi ha. Dạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chào anh. Hôm nay Lâm này nha. Lâm lắm. Hôm nay về coi như làm trụ cột á. Anh thương thiệt lắm. Vấn đề đừng ăn hiếp là được rồi, tội nghiệp em của anh nha. Trời dễ thương lắm. Dạ được. Rất rồi, là dễ thương ha. Quan trọng là bây giờ ta cho hai bạn hai người gặp nhau đi nha. Dạ. Kéo màn lên. Ráng nha, ráng thuyết phục cô ấy bấm nút nha. Này không biết thuyết phục sao đây. Kệ tùy bạn thôi. Nào, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Ủa sao anh biết em thích gấu bông vậy? Mua gấu để lưu giữ được lâu. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì anh nói là anh làm trợ lý cho công ty gỗ á. Thì cái công việc của anh thì thời gian anh đi công tác có nhiều không anh? Không, hầu như là mình không có đi công tác nhiều. Dạ. Không biết là anh có câu hỏi gì cho em không? Anh muốn hỏi em về cái quan điểm mối quan hệ giữa hai người nam và nữ thì em nhận định như thế nào? Thật ra em thì tin vào tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tại vì yêu thì nó chỉ lên đến một đỉnh nào đó thì nó sẽ đi xuống dốc. Còn đối với lại thương thì nó sẽ là một cái quá trình mà nó khá là bền bỉ và nó duy trì được lâu hơn. Còn về anh thì anh cảm thấy nó là giống như sự chân thành và chia sẻ về công việc, về xã hội, về gia đình. Khi mà đi đến hôn nhân á thì em nghĩ là nó dựa trên nhiều về cái sự chân thành và hai bên cảm thấy với nhau như thế nào, có tiến tới được hay không. Em thì nghĩ là nó sẽ thêm một yếu tố nữa là sự hòa hợp của anh. Tại vì nhiều khi chân thành á, mình rất là thành thật, nhưng mà nó sẽ phải là một cái sự hòa hợp thì anh sẽ thấy nó đồng điệu. Và như vậy thì nó sẽ đi với nhau là trên đường dài. Em có câu hỏi cuối cho anh thôi. Điều gì anh ghét nhất ở phụ nữ? Xe xua đi đòi. Cụ thể là gì vậy anh? Thì có thể là mình hiện tại mình thấy bạn bên kia có cái đồ giá trị hơn mình á, thì mình bắt buộc mình phải mua được cái đó cho bằng được. Hoặc là mình trang điểm quá lè lẹt, nó sẽ thành nó. Hỏi thật là anh có thấy tim mình xao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đập thình thịch luôn anh. Bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật. Cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á, thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn. Nhiều người đó làm bạn không á. Tới đây á, mình gặp nhau là cũng có thể là có duyên rồi. Thì nếu được á, thì mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, hiểu nhau nhiều hơn, mình có thể tiến tới hôn nhân hoặc lâu dài hơn. Rồi, bây giờ thì quyết định thôi. Tuy rằng có 3 tiếng đếm nhưng rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Suy nghĩ nó sẽ kỹ. Là một ngày rất đẹp để hai người tìm hiểu nhau. Có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cô gái không bấm anh ấy dễ thương mà? Em thì em đồng ý với anh là anh này rất là dễ thương. Thật sự là cái cảm xúc mà em ngồi đối diện với anh này là của một người bạn. Nếu em không cảm thấy là tim em đập bình bịch thì em nghĩ là làm bạn trước đó thì nó sẽ dễ hơn. Rất là đúng. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta hãy thật với nhau ngay những giây phút ban đầu. Biết đâu sẽ là người bạn tốt và điều gì đến nó cũng sẽ đến thì sao? Đó là quyết định của hai bạn, chúng tôi luôn tôn trọng. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Và chúc hai bạn sẽ thật thành công trong cuộc sống. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, tuổi thầy chị ơi. Tỷ đi xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung là không được hả? Dạ. Những người làm mai mối mà khi người ta không đồng ý thì mình cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà luôn tôn trọng quyết định của các bạn ấy. Tình yêu không thể ép được. Đúng tình rồi. Yêu phải đến từ con tim đập. Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Màn. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ. Chào anh Vy Linh ạ. Chào bạn. Dạ. Mời bạn nữ.
Bạn nam giới thiệu về mình đi cho bạn nữ bên kia nghe luôn. Dạ, em tên là Cao Chí Tài, hôm nay 28 tuổi, là dân Củ Chi, đang làm Củ Chi và nhà dưới Củ Chi. Đang làm nghề gì bạn? Dạ, em là nhân viên bảo trì công ty Kiềm Nghĩa. Rồi. Bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Em tên là Phương Thảo, hiện nay em 24 tuổi nhâm thân, 24 tuổi. Hiện em đang sống, làm việc ở tại Hồ Chí Minh, quê gốc ở em ở Bình Định. Mình vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ nhỏ rồi chị. Mình 24 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, thì trải qua một mối tình chính và vài ba mối tình phụ. Thôi mình nói có chính được rồi. Mình chia tay bạn trai cuối cùng của mình là bao lâu rồi? Nếu mà mối tình đầu tiên của em á, thì chia tay cách đây 2 năm. Còn mối tình quen gần đây thì trước Tết. Lý do tại sao lại chia tay? Tại vì không hợp tuổi, tuổi kỵ tuổi, ba mẹ không chấp nhận. Ồ, ba mẹ ai? Ba mẹ mình hay ba mẹ người đó? Dạ, ba mẹ em. Ủa, vậy tuổi nào mới hợp? Dạ, tuổi Thìn hoặc tuổi Tý. Ủa, bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ, em tuổi Tỵ chị ơi. Tỵ hả? Trời, tỵ thì xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung rồi hả? Dạ. Xung là không được hả? Dạ không. Cái này khó nha. Nhưng em ơi, em thử gặp anh bên đây thì em sẽ thấy rằng tí tì 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 gì đó rồi cũng không có khắc gì đâu em ơi. Trời ơi, nhiều lúc em quen mấy anh đẹp trai luôn nha, già học giỏi nữa, nhưng mà không hợp tuổi em cũng đâu có quen đâu anh. Thì ngoan hiền rồi chưa trơn là mai mối cuộc hứng hết trơn rồi. Tức là tì là không được hả? Không. Chắc chắn gì luôn đó hả? Dạ chắc chắn luôn. Thí dụ giờ nè, anh nói nghe, hai người yêu nhau dễ sợ luôn, mối tình kéo dài một thời gian rất dài, chuẩn bị đám cưới. Lúc đầu thì anh giả bộ anh nói cái tuổi là hợp với em đi, thôi tuổi Tý đi. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới hết rồi, lòi ra Tỵ. Ngày mai cái là đám cưới thôi, nay nói thật với em là anh không phải tuổi Tý, anh tuổi Tỵ rồi sao? Thì anh đó phải thuyết phục với ba mẹ em như thế nào chứ. Nếu mà ba mẹ em chấp nhận thì em cũng chấp nhận. Còn ba mẹ em không chấp nhận thì sao? Thì em cũng nghe lời ba mẹ em. Là quỷ đám cưới luôn. Đại dân Bình Định cứng rắn lắm anh. Cần quá. Hôm nay em có đi với ba mẹ không? Dạ không, em đi với mợ của em. Mợ gặp hả? Mợ chút đi. Dạ à, em. Dạ. Mợ đó hả? Dạ. Mợ trẻ quá. Dạ em chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường và chào mợ, tất cả mọi người. Mợ thấy sao mợ? Dạ em cũng nghe thấy căng quá. Dạ ý mợ sao, mợ nói vài câu với cháu mợ rồi mợ. Thật sự thì tuổi tác thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở cái mình có hợp với người đó hay không, người đó có đem lại hạnh phúc cho mình hay không. Thật sự cậu với mợ cũng là khắc đây, cũng khắc khẩu, ông nội không chịu, nhưng thật sự về 10 năm rồi vẫn hạnh phúc. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nên là nghe thì rất là bất ngờ. Mợ nói với cháu mợ đi mợ. Cố lên con, nhiều lúc khắc nhưng mà trong cái khắc nó có cái hợp. Nên là mình cũng không thể nào mà cự tuyệt. Vấn đề cái tuổi nhưng mà kêu cái hợp cái mạng. Chứ còn nếu mà nói kỵ tuổi, bao nhiêu con người trên đây ta lấy nhau. Nghe mợ chưa? Trời. Nghe mợ nói chưa? Nghe mở một phần thì cũng em cũng có khoảng là 20%, nhưng mà còn hỏi coi phải tính tình như thế nào nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi, nói vậy nghe nhẹ nhõm. Cửa trơn nó gì đâu mà tính giải tán luôn rồi đó. Mợ, bây giờ mợ nói nếu mà hai người yêu nhau thì mợ sẽ về thuyết phục và phụ với bên kia được không? Thì Thảo cảm thấy nếu mà trong cái ngày hôm nay mà mình có duyên với bạn trai bên đây thì mình tìm hiểu mà được thì nếu mà con chịu thì mợ sẵn sàng để hỗ trợ và nói chuyện với ba mẹ. Đó, để ủng hộ. Trời ơi. Cảm ơn mợ nha, đỡ. Con trai bên đây ta chưa kịp nói gì hết trơn à, quăng câu nó không hợp cái người ta im luôn à. Chờ chờ chị. Bây giờ cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ, nói chung là cũng có hụt hẫng vậy. Hụt hẫng á, trời ơi. Em rất là tự tin, không sao hết. À, hụt hẫng nhưng rất tự tin không sao hết. Dạ, rồi, cảm ơn mợ đi kìa. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn mợ nhiều nha mợ. Không phải có mình bạn hụt hẫng đâu, tôi ngồi tôi cũng hụt hẫng, tôi im luôn á. Anh dạ. Linh phải qua cứu tôi đó chứ tôi ngồi tôi im luôn rồi. Tôi thấy keo này tôi chưa nói gì tôi thua rồi. Em cũng chưa nói gì hết rồi chị. Rồi bây giờ em nói đi. Điểm mạnh điểm yếu gì mình phô diễn ra nhiều sướng nha. Ừ đúng rồi, cái gì nói tốt lên coi cho cô gái bên kia biết đi. À, điểm mạnh của em thì em rất là thích hát. Tiếp tục. À, thì em thích nhất là thể thao, nói chung là em có đi tập gym như chạy bộ. Đúng rồi, giống như siêu mẫu Minh Thành đó. Dạ thì em nói chung là em rất đi với mấy công tác từ thiện chị, hay giúp đỡ mọi người, thì em rất thích đi chùa. Điểm yếu là gì? Nói chung là con người em rất là thà, sống rất là tình cảm. Có nhiều khi người ta lợi dụng mình không biết. Bây giờ tình hình nó cũng hơi căng. Dạ. Mình hát một bản tặng bạn gái. Cái dạ. Tình hình nó xoa dịu lại, biết đâu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Dạ. Nha, xin mời. Dạ, hôm nay vì cũng đến với chương trình thì em cũng không biết hát bài gì, nên em đã học ở nhà một bài hát Bông Hồng Gáo để gửi tặng cho tất cả mọi người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn.
Dùi mai này mẹ hiền có mất đi, như đó hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười. Đời đời mình không lớn không thêm, như mặt trời thiếu ánh sao đêm. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em nay có dắt mẹ em theo ạ. Ồ, dạ. Có mẹ nữa. Dạ, có mẹ em theo ạ. Chào bác. Chào bác ạ. Dạ, chào chú Vận Linh và cô Bác Tường. Dạ. Dạ. À, bác thấy cô gái bên kia thế nào bác? Cô thấy bé bên này được lắm mà sợ nên nó không thương con của bác. Bác thấy tuổi tác làm sao hồi xưa giờ? Người lớn mình á thấy tuổi tác rồi không hợp rồi có sao không bác? Đối với cô thì không quan trọng. Thì thấy hai đứa nó thương nhau gì đó, nó làm ăn được thì cô mừng cho. Dạ. Nhưng mà giờ muốn con mình lấy vợ chưa? Thì nó ưng đâu thì cô cưới đó chứ giờ sao? Cưới giờ có làm dâu không cô? Thì ăn thua hai đứa, nếu muốn làm dâu thì làm, còn không muốn thì cũng không sao. Trời ơi, nghe dễ quá. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, em tự giới thiệu cho mình một tí. Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ. Gặp người lớn thì chào thưa ở đàng hoàng. Thì em cũng muốn một người cũng kính trọng người lớn, biết quan tâm gia đình. Còn nhược điểm của em á thì nói chung nấu ăn được nhưng mà không được ngon. Em thì hay khóc nhẹ, đụng một tí mà ái một tí là em hay khóc. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai là cao trên 1m6, hiền như anh Nguyễn Linh, la vi như anh Nam Cường. Ôi ơi, điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích đàn ông gia trưởng. Em thì sống theo kiểu hiện đại, sống thoải mái, không thích bị gò bó. Rồi em thích đàn ông thì ví dụ bạn bè rủ đi nhậu nhẹt nhưng mà phải biết kiềm chế, uống phải biết chừng mực, biết đường mà về. Bạn trai có nhậu nhiều không bạn? Dạ em không biết nhậu chị ơi. Vậy quá tốt. Hiền lắm quá tốt ha. Quá tốt. Thấy chưa, người ta được hết trơn rồi, cái tuổi tác có nhằm nhò gì đâu. Trai này hiền lắm á. Thôi mình cho hai người gặp rồi, nhau đi. Hai người gặp mặt đi, bạn suy nghĩ về tuổi tác nha. Tuổi tác không có vấn đề gì đâu bạn ơi. Hợp tuổi coi tuổi rồi lấy nhau cũng chia tay như thường. Mời hai bạn. Em chào anh. Dạ chào em. Nay em có quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cao ráo, nhìn cũng tướng như giám đốc. Tướng gì? À, tướng sang. Vậy anh quan niệm như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Thứ nhất là hãy chân thủy, thứ hai là tin tưởng. Dạ chính xác, điều đó rồi, em cũng đúng không? Anh cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ với em đó. Thông cảm. Mà nói chung là anh nói thật nha. Dạ. Anh thì nói chung là anh đi làm suốt, một tháng là có 30 ngày, thì anh hết làm hết 30 ngày luôn. Còn em cũng vậy. Em thì làm trong hàng tuần, chủ nhật em nghỉ. Chủ nhật có lúc em dành cho gia đình, có lúc em dành cho bạn bè. Chủ nhật thì em hay đi chơi. Ví dụ như lâu lâu 1-2 tháng, ví dụ rảnh thì mình gặp nhau, còn không rảnh thì thôi. Chứ em không ép buộc là một tuần phải gặp bao nhiêu ngày đó. Em không còn quan tâm. Miễn sao sống với nhau, yêu nhau, tin tưởng nhau là được rồi. Nói chung thì anh sẽ dành thời gian nhiều nhất cho em, nếu có thể. Dạ. Bây giờ cái vụ tuổi đi. Bạn nhau vụ tuổi đi sao? Nếu mà em nói về quan niệm tuổi ha. Dạ. Thì anh sẽ nói cho em biết. Theo đạo Phật của anh á thì tuổi tác nó không quan trọng em. Người ta nói chỉ cần yêu thương. Yêu thương á có thể dẫn dắt hy sinh. Hy sinh là thể làm được tất cả hết. Còn em nói về cái tuổi khung tử khắc á thì bây giờ theo quan niệm hiện đại rồi, nó không bao giờ nghĩ nữa. Thì anh chỉ biết cái đó là không có ý nghĩa gì hết. Nói chung là anh thuyết phục được em rồi đó. À. Đơn giản vậy thôi hả? Làm hồi đầu vô tôi hú hồn mà. Ít nhất là mình phải tạo ấn tượng cho nó nóng một tí xong mình mới dịu mới hay nữa. Ví dụ giờ anh thuyết phục không được ba má luôn. Thuyết phục được em rồi. Năm nay hai người cưới yêu rồi nhau rồi. Tình cảm hạnh phúc rồi đó. Năm nay cưới chịu luôn, sẵn sàng bên gia đình đàn trai xong hết rồi đó. Giờ ba má em không chịu, tính sao? Không chịu thì anh phải làm sao thuyết phục cho ba mẹ em chịu? Ví dụ ba mẹ không chịu luôn. Ba mẹ không chịu thì em, nếu mà em ba mẹ không chịu mà em làm bướng á, cãi luôn, cãi lời cha mẹ, nhưng mà em không thích, tại vì ba mẹ em nói sao phải nghe vậy, tại vì ba mẹ là người đi trước hiểu vấn đề đó. Ba nói chung là mọi chuyện trong gia đình của em á thì em nghe lời ba mẹ em hơn. Thôi bây giờ nói gọn câu là nếu mà ba mẹ em không chịu là coi như chia tay. Nói chung là do duyên số chưa tới thôi, chứ không phải là chưa có duyên, chưa có nợ với nhau thôi. Gặp nhau cái này là cái duyên thôi, nhưng mà ba mẹ không chấp nhận nữa thì coi như là mình không có nợ. Không có nợ thì vẫn là bạn bè bên nhau bình thường. Ba mẹ coi như là ông trời. Hôm nào nếu mà cần thiết em có về nhà anh cũng tới nói chuyện với ba mẹ em chút xíu nha. Dạ chờ em, còn mong anh chị xuống về thưa ba mẹ em giúp giùm luôn. Rồi trước tiên là để ảnh trước cái đã. Nhưng dạ, tới ảnh là đã thuyết phục được ba mẹ em rồi. Đi nha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2
3. Hết thời gian. Không bấm chậm gì cô gái. Cái nước bấm đấy ăn. Còn không ăn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ không ăn thì sao? Không ăn thì thôi ra ngồi quen gặp nhau. Trời ơi, ghê gớm, cô này cũng ghê gớm lắm. Nắm tay nhau đi bạn. Dạ. Nào, chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau, dạ, tìm hiểu nhau. Anh nghĩ rằng hai bác đang xem truyền hình thì hai bác cũng hiểu được đó là ý niệm ngày xưa thôi. Bây giờ thì quan trọng là con cái yêu nhau là được rồi, hay sống ở đời ở kiếp nhau được rồi ha. Dạ đúng rồi. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi, hãy nắm tay đưa cô gái xem phim. Thông qua chương trình này thì em cũng cảm ơn chị Cát Tường, chị Anh Quyền Linh với tất cả mọi người ở đây ủng hộ, cổ vũ cho tụi em. Thì em cũng mong là tất cả các bạn khác thì cũng được như em, cũng có hạnh phúc riêng của mình, cũng biết nắm bắt thật chặt hạnh phúc của mình. Thì em cảm ơn. Mời hai bạn. Hai bạn. Trời ơi, cao dữ ta. Dễ thương. Nhẹ nhàng nè. Trời ơi, dễ thương là người đứng trước mặt anh luôn. Tươi luôn vậy đó. Anh bên đây hiền lắm, nói thôi. Dân miền Tây hiền dễ thương. Em, dạ, nếu mà được thì mình lấy liền không? Dạ, nếu được được là hốt liền luôn anh. Hốt liền luôn hả? Dạ. Chịu làm dâu không? Tiêu chuẩn của em là một người phải hiếu thảo. Và em sẵn sàng làm dâu. Vậy được đó, ổn đó. Trời ơi, cô này cũng dễ thương, dạ, cô cái đồng điếu nó sâu rồi nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên là Võ Thị Thơm. Năm nay em 25 tuổi, đến từ Đắk Lắk và hiện tại đang làm nhân viên điều hành cho một công ty may mặc ạ. Em tên là Mai Quang Tâm, quê em thì ở Kiên Giang, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 30 tuổi, em làm về ngành điện quảng cáo, chuyên về bảng hiệu. Cụ thể là gì, vẽ quảng cáo hay là thiết kế mẫu quảng cáo? Em là thiết kế. Bạn làm thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Em lên đây được 13 năm rồi. 13 năm? Ở với ai? Dạ, ở với chị gái. Hai chị em là ở nhà riêng hả? Dạ. À, như vậy là cũng ổn định rồi ha. Dạ đúng rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình gần 2 năm ạ. Mình chia tay lâu chưa? Dạ, hơn 1 năm rồi. Bởi vì tính cách tụi em rất là khác nhau. Em nghĩ là những lúc mà mình nóng tính thì mình không có nói được lời hay ý đẹp, nên em muốn là bình tĩnh rồi thì mới nói chuyện. Nhưng mà những lúc như vậy thì bạn em thì nghĩ là chắc do em không thích nói chuyện với bạn em, khinh bạn em á, thì bạn em lại khó chịu, nên là hay cãi nhau á chị. À, muốn tìm cái người bạn trai mình sẽ là người như thế nào? Phải biết hiếu thảo, biết lắng nghe và tôn trọng người đối diện, phải có ý chí tự lập. Bao nhiêu lâu nữa thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em thì không có suy nghĩ là thời gian nó quan trọng. Bởi vì nếu mà gặp hợp đúng người thì kết hôn lúc nào cũng được ạ. Rồi. Đúng rồi, cứ gặp nhau, yêu nhau là tất nhiên cưới nhau. Có khi ngày mai, ngày mốt, bữa sau cưới cũng sao. Quan trọng là yêu hay không? Bạn nam có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua một mối tình nhưng mà cách đây cũng 5 năm rồi anh ơi. Trời. 5 năm rồi. Vậy 5 năm nay tại sao ế? Trong công việc cũng trục trặc một lần, nên mọi thứ phải làm lại hết tất cả. À, con trai có sự nghiệp trước rồi lấy vợ sau đúng không? Dạ đúng rồi em. Đẹp trai thế này nhiều anh để ý lắm hả? Dạ. Ừ, nhiều em chú Quỳnh, nhiều em. Bạn trai có sở trường gì bạn? Khéo tay chị. Khéo tay là làm gì? Mày đây đó hả? Dạ, à, đúng rồi. Vẽ rồi này kia hả? Ha. Vẽ rồi làm đồ họa mà. Dạ. Mình bạn có tật xấu gì không? Em thì chỉ có nóng tính thôi chị ơi. Chứ ừ, không có... Người hiền gì mà nóng tính hả? Trong công việc á, khách hàng hoặc là cái gì đó làm em bực mình, em hay quạo luôn. Trời ơi, quạo khách hàng sao được. Nhưng mà lúc đó chỉ có một mình em thôi chứ không có khách. À đúng rồi trời. À, rồi bây giờ em có quạo với bạn gái của mình không? Em thì quạo xíu thôi nhưng rồi lúc sau đó là bình thường không sao hết. Theo anh đánh giá nha, bên đây có quạo cỡ nào đi nữa cũng hiền à. Đây hả? Đứa này hiền không thể quạo mạnh được đâu. Gương mặt rất là phúc hậu. Tại sao để tóc lạ vậy? Em làm biến cắt tóc lần 2 tháng em mới cắt 1 lần. Trời đất ơi, tóc tai phải gọn gàng. Trai gì đâu để đầu như con gái vậy. Em thích mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m65. Thôi bên đây như xăng. Tuổi thì lớn hơn em nhưng mà không quá 35 tuổi. Thì anh đây chỉ hơn hợp rồi. Còn ngoại hình thì miễn sao là con nít nó nhìn nó thấy nó không khóc là được ạ. Nhưng mà lúc nãy em có nghe ảnh nói là ảnh nóng tính. Nếu mà có nóng thì cũng phải đợi lúc khác rồi mình bình tĩnh rồi hãy giải quyết. Chứ còn nếu mà nóng tính và giải quyết ngay lúc đó thì cũng y chang bạn trai cũ của em. Dạ. Cũng khổ ha. Anh này nóng khôn lên, nóng vô phòng anh nóng có một mình à. Đừng có lo, đảm bảo luôn á. Bản thân mình thì em có tật xấu gì không? Hay khó chịu cầu nhau á chị. Ví dụ em đi làm về mệt mà nhìn thấy nhà cửa dơ, không ai dọn thì em hay quậu. Cái này là mệt lắm nè. Người ta đi làm về mệt mình cam ram, cao nhau vô nữa là nhiều khi mệt quá bực mình á, hay làm bậy ẩu lắm á. Có không? Có làm bậy ẩu không bạn trai? Dạ không chị ơi. Hay làm em nóng rồi chứ còn bình thường em không nóng. Ta làm mới nóng chứ lẽ tự nhiên không nóng. Ta nói khùng.
người kia hay cào nhào lắm á. Không sao anh. Không sao đúng không? Tiêu chí của em lấy vợ như thế nào? Tóc đen, dài. Tóc nhuộm được không? Nhuộm màu gì cũng được nhưng mà đừng có màu xanh với màu đỏ thôi. Ủa sao vậy? Màu xanh màu đỏ đẹp mà. Không, nhìn kỳ đó. Đồ họa mà tất cả các màu phối với nhau nó mới đẹp chứ. Tóc màu xanh màu đỏ em dị ứng. Bên đó có nhuộm tóc gì không? Có. Dạ có. Màu gì? Vàng rực. Màu vàng được. Màu vàng không sao chứ. Không sao. Em không thích gì nữa nói luôn. Không thích phụ nữ nhiều chuyện, sống gian dối. Có nhiều chuyện không? Dạ không ạ. Sống gian dối là sao bạn? Giống như mình làm cái gì đó nhưng mà mình về nhà mình nói dối người này người kia rồi không có đúng sự thật hả chị? Anh ơi, vậy là lúc nào anh cũng nói 100% sự thật hả anh? Có những chuyện tế nhị sẽ nói tránh đi nhưng mà dụ như trong quá trình mà qua cái chuyện đó rồi mình sẽ nói lại cho gia đình mình, nó là những sự thật nó là như vậy. Không sao hết. Tức là nói dối mà không hại ai, nói dối để người ta vui thì cũng nên, nhưng mà cũng đừng nhiều quá nó lầm. Dạ. Vậy em có ưu điểm gì? Không uống thuốc, không uống rượu, siêng năng. Còn thể thao thì em thích bơi lội, chụp patin. Bạn đó biết bơi không? Dạ biết ạ. Thì mai mốt nếu mà hẹn hò thì anh sẽ dắt em đi. Dạ. Quá dữ, quá dữ. Để qua xem đàn gái thế nào nha. Mà đây cao lắm, thử coi có hợp lý không. Mà dưới 1m4 thôi. Trời ơi cao dữ ta. Dễ thương. Dạ, dạ anh à. Trời ơi. Dễ thương hơn người đứng trước mặt anh luôn. Đáng tươi luôn vậy đó. Anh bên đây hiền lắm. Nói thôi, dân miền Tây hiền dễ thương. Em, dạ. Nếu mà được thì mình lấy liền không? Dạ, nếu được là hốt liền luôn anh. Hốt liền hốt luôn á? Dạ. Chịu làm dâu không? Tiêu chuẩn của em là một người phải hiếu thảo. Và em sẵn sàng làm dâu. Dạ. Vậy được đó, ổn đó. Trời ơi, cô này cũng dễ thương. Dạ, cái đồng điếu nó sâu quá nè. Đây cũng có đồng, đây cũng có đồng nó sâu. Bạn có không thích điều gì ở bạn trai không? Mê bài bạc, rượu chè, game, chơi game. Rồi xong, đây không có gì hết. Chào bạn. Có mê cờ bạc, rượu chè, chơi game không? Đánh bài em toàn đánh thua, em không chơi. Chứ thắng phải đánh rồi đó. Trời ơi, mày cao to bự vậy, cao mét mấy? Mét 75 chị. Nhưng mà giờ là kết hôn rồi là mình ở với chị luôn hay là mình... Dạ không, em ở nhà riêng, tức là nhà của chị không ở nữa, chị cho em ở. À. Dạ. Được rồi. Được á, cặp này ổn. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với chị gái và em gái. Chị mà cho nhà hả? Chưa cho, đừng có gài. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường ạ. Chị thấy hai em nói sao chị? Em gái bên này cũng dễ thương, xinh, thì... Chị có bấm nút không? Theo em thì bấm. Bấm. Bạn gái bên kia có đi với người thân không? Dạ, em đi với ba và chị gái em ạ. Ồ, có ba nữa, hay quá. Hèn chi, dạ, bây giờ bác cười mũm mỉm hoài. Chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào chú. Chào cô Cát Tường. Dạ, chào chú. Chào quý vị khán giả. Hôm nay là coi như là được là vào thành phố dự cái chương trình là Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì từ sớm giờ thấy cháu trai đây hiền, nhưng con cái chú là không thống nhất. Một là nam tính, cháu nóng giận thì đổ bể hư một cái đường hết. Đúng rồi. Ví dụ làm nông thì cháu cuốc đất lật cỏ, cháu chặt cây chặt cấu thì được. Đúng rồi. Nhưng mà những cái nghề mà nghề là họa sĩ thì không nên nóng giận. Nóng là mất ngon mà giận thì mất khôn. Dạ. Đó. Thì theo chú là yêu cầu cái đấy thì bỏ. Cái đầu tóc thì nói chung là nay hớt mai hớt thì cũng không sao. Nhưng mà riêng cá nhân chú cạo luôn. Hớt cho nó gọn gàng là chứ dễ coi. Nếu mà bác đã nói vậy thì cái chuyện nóng tính thì con sẽ cố gắng sửa đổi. Nếu mà được thì con sẽ đối xử tốt với em đó. Không có làm phụ lòng bác. Chú chịu chưa? Bây giờ quan trọng là do hai đứa. Giờ chú chịu trước cái đã. Chú thì chịu đâu, anh chịu đâu. Rồi cảm ơn bác. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Gia đình là coi như trên tinh thần là thống nhất rồi đó. Kéo màn lên, đám cưới tôi phụ cho. Lần đầu tiên em có món quà tặng em. Dạ, anh gặp em có thấy em giống người trong mộng của anh không ạ? Chung được 80%. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Còn em thì em nhìn thấy anh sao? Dạ, em chưa có tưởng tượng ra nên em thấy anh hiền. Thì anh hiền khô à, không có dữ. Hiền khô à, chứ ướt nó nóng lắm á. À, theo anh nghĩ thì quan niệm tình yêu của anh là như thế nào ạ? Nếu mà hai người đến với nhau thì phải thật lòng, không có giả dối. Và chung thủy, và biết hy sinh. Em cũng nghĩ như vậy. Bất cứ tình yêu nào đều cũng phải trải qua thử thách và gian nan mới biết là nó là tình yêu thực sự hay không. Lại bà nói cái vụ tóc tai đó, ý em sao? Đôi khi tóc tai hay ngoại hình nó không nói đến được con người của mình. Tóc thì em gái mình làm tóc, cho nên mình muốn cắt lúc nào cũng được, không sao hết. Dạ.
Thấy ta đẹp cái xui lòng. Nếu mà quen nhau thì bao lâu mới kết hôn được? À, dạ thì cảm thấy đúng người, đúng thời điểm là em kết hôn chứ không có quan trọng là dài lâu anh. Để em thích con trai hay con gái? Dạ con nào cũng là con ạ. Mà thích mấy đứa? Dạ hai. Còn anh thích con trai hay con gái ạ? Nếu mà thích thì thích con trai nhiều hơn, nhưng mà con gái không sao, vẫn thích hết. Bây giờ quan điểm rõ ràng nè, bực mình với cái ông đàn ông lắm. Phụ nữ người ta để mang nặng đẻ đau, con nào mình cũng con của mình đó, mình cũng thương đúng không? Bắt ta đẻ con trai, đẻ con gái cái thấy cũng vui vui mặt buồn buồn, đẻ con gái nó cái mặt buồn so, đẻ con gái nó cái bỏ nhà đi nhậu, đẻ con gái nữa cái quê đi luôn, ghét mấy người ông đàn ông lắm. Không có anh, thích con trai gì? Con gái cũng được hết nè. Giờ đẻ con gái hoài được không? Dạ được anh. Chắc không? Chắc. Ủng hộ. Rồi bây giờ ai quản lý về kinh tế nè, mình tính tới hôn nhân mình phải tính mấy cái đó luôn. Kết hôn xong thì tiền ai giữ anh? Anh làm được 10 triệu á thì anh chỉ đưa cho em 7 triệu thôi, còn 3 triệu anh sẽ giữ lại. Để làm gì? Em làm vốn thì tháng sau mới có đưa tiếp chị. Bây giờ rồi. Đưa hết, đưa người hết. Ta hỏi thôi chứ có nói gì đâu, hỏi làm gì thôi, rủi 3 triệu đó đi cua con gái. Vợ hết. Bây giờ 3 triệu đó nuôi bộ nhí sao? Trời ơi, làm những cái chuyện đó, 3 triệu nó còn ngoại giao, còn đủ thứ, bạn bè này kia. Được không em, vậy được không? Thống nhất vậy được không? Được. Dạ được ạ. Được. Chị là được. Chị trả giá 82 rồi đó. Thôi tiếp tục cái gì nữa? Thật ra là em đang bị cảm, chắc là hát không hay nhưng mà em vẫn muốn gửi tặng bạn nam và tất cả mọi người bài hát Đồng Xanh ạ. Đồng xanh gió dù em và mây nắng bước chân anh về, từ khi có anh bên em đời em như vần thơ. Đồng xanh hát gì sao nắng thăm tô má em ửng hồng, bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu. Tình em rất mong manh nhờ gió nói với anh, trao nhau một tình yêu đắm say. Hay không, hay không bạn? Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hai bạn dễ thương đấy. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Chú mới đi nhớ cưới mời con nha chú. 3 2 bấm hay là không bấm là quyền các bạn. Hai bên đã gặp. Ủa? Nhau rồi đó. Tôi mới đếm 2 thôi mà. 3 đây là đấy. Sao mới đếm 2 bấm lẹ vậy cưng? Em sợ coi hư. Dễ thương quá, nắm tay để cảm nhận ngày lần đầu tiên gặp mặt nào. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Rất mềm mại. Nói ba ơi cho con lấy chồng đi. Rồi chúc hai bạn thật hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn bên nhau. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng ta có thể dẫn nhau đi xem phim được rồi hai bạn. Hỏi võ, võ đai gì rồi? Dạ em đai đen. Trời ơi. Lâu lâu đàn trai đàn gái mới đầy đủ như cặp thế này. Cặp này tiên đồng ngọc nữ nè, có duyên hai mặt, có duyên dễ thương lắm, giống giống nhau, tao nói ăn đời ở kiếp với nhau đó. Đúng rồi. Chứ không phải như hai mặt mình khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ có thể giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em là hiện đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 3. Rồi bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì vậy? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng. Đúng rồi, em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, cái này khó chị. Đâu gì đâu có. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên đi, cãi gì người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ hay quên lắm.
dịu dàng thì ít, mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi cục đụng luật sư hay hơn cãi nhau khó chữa lắm. Dạ, cũng căng rồi ha. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó. Cùng nghề với em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không mà thích. Thì lúc đấy về coi em thế nào. Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa cao bao nhiêu bạn? À, mình khóa 30. Mình cao 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng gì mà rồi xong như vậy? Người ta mới nói khóa cao 33 được, có gì đâu mà phải rồi xong. Không, 33 không, là lớn hơn 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sau. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sau đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua cãi rồi, thua rồi, chưa đây. Cãi là thấy trận này thua rồi. Ờ, trận này thua đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp này anh. À vậy à. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp, nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là càng tốt. Trời ơi. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa. Ý luật sư khóa 30 bệnh sao? Dạ nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bạn. Trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à. Thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Chà, lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế, mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi từ năm em mới ra trường 23, 24 gì đó. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán các bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Chào anh. Chào em nói cho anh sợ quá. Tôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đá đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi. Em thích đàn ông hay đàn bà? Cũng thích đàn ông. Rõ ràng nha. Dạ, hỏi võ là võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Mình thì em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Muốn hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ổng có đẹp không vậy? Không. Nói chơi chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Trời gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm đấy. Quá yếu. Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em câu ra. Dễ vậy đó hả? Dễ tính lắm. Trời ơi, nó dễ ẹt hả ông nội ơi. Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó. Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia em dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em chút. Em cao mét mấy? À, em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê hay là không ghê? Cười coi. Cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái dự giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn, ôi nếu được là đồng ý liền. Chị là nói thiệt mà anh Linh anh nói giỡn. Giỡn nó nói. Nó thiệt kìa. Nếu được thì lấy, còn không được thôi. Em không thích cái gì ở người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong một cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát lại bạn trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn.
Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên, mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh có lợi đâu đánh. Nó ao một cái là bạn ao luôn. Em đi nay có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ em chào các chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, và chào khán giả. Là em của chị, mình cảm nhận cái bạn của chị mình được hay không chứ? Theo ý em lúc nào em cũng là chị em cứ quyết định đi. Cái đó để cho chị em có cái khách quan để đánh giá. Nhà trai thì sao bạn? Dạ em có anh bạn đi cùng. Anh thấy bạn gái này như thế nào? 29 cả 30 là được rồi chị. À. Quan trọng là hai bạn có tiến tới với nhau hay không thôi. Rồi cảm ơn hai bên đàn trai và đàn gái. Thôi giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện. Không đúng, em thấy cặp này mình không có ý kiến gì nổi đâu anh Linh à. Chỉ để cho hai người này gặp nhau thôi. Kéo màn. Chỉ có 2 phút thôi nha, đánh nhanh rút gọn. Mình có bộ hoa các bạn. Bạn nói trước đi. Hôm phải tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á. Cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn mình đáp ứng được. Có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ quá không? Cõng thử đi. Thử đi. Ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử coi nổi không? Đứng đây bạn. Thử lên. Tiêu chí chọn chồng của mình mà. Thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch gì đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không? Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh đẹp. Chưa có hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn đợt trước học luật gì? Mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu. Sau đấy là mình đi nghiệp vụ. Rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học. Ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của vợ công là tốc độ. Đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tính hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau rồi, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nhà. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ trở đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá để con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy thì mình sẽ là thực hiện tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi, giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn nhiều sức khỏe. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng và tất cả các hệ thống của áo cưới Allen nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Nào, hãy đưa bạn mình đi tìm hiểu đi. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ em đi làm. Thành ra là ế là phải rồi. Trời, dễ thương quá à. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em rồi. Mời bạn nam. Bạn, ngồi đi bạn.
Em tên Trần Minh Duy, em đến từ thành phố Sóc Trăng, nhân viên kinh doanh của công ty Thế Giới Động. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi rồi chị. Bạn nữ, bạn giới thiệu cho mình. Em tên Trần Ngọc Châu, 29 tuổi. Em là giáo viên cấp 3. Nguyên gốc của em cũng là Sóc Trăng nữa, nhưng mà em đang công tác tại Cần Thơ. Ồ, vậy là từ Cần Thơ mình lên đây tham gia chương trình hả? Dạ, em đi từ sáng sớm luôn á. Rồi sao bạn quyết định đi lên tới trên này để tham gia chương trình? Em có một người bạn và bạn em có một ông xã. Ảnh học ở Hungary á, cũng rất là thân, mà mỗi lần chat nhóm á thì ảnh cứ nói chương trình này hay lắm em tham gia đi em. Thế là em mạnh dạn tham gia luôn. Em mạnh dạn tham gia. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chính xác luôn là không có mối tình nào cả. Chưa có một mối tình nào hết. Dạ. Nắm tay bao giờ chưa? Hồi đó em có một cái thằng bạn học, mà thằng bạn học không có dính dáng gì tới em hết á, mà đoạn đi công tác xã hội có nắm tay nó một lần. Trời đất ơi, tính được không quý vị? Chưa nắm tay luôn, vậy là chưa có hôn luôn đúng không? Dạ chắc chắn là vậy. Wow, một tràng pháo tay. Bạn trai ơi, bạn cảm mới nắm tay thằng bạn một lần thôi, hung thằng bạn cũng một lần thôi. Đúng không? Đó anh ơi. Thấy bên đây cười quá trời luôn anh. Đây khoái à? Dạ cũng khoái khoái. Khoái khoái, trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua cũng 3 mối tình. Lý do tại sao mình chia tay? Không có hợp, cãi nhau thì bạn gái lại giận, nhưng mà mình năn nỉ thì lại không chịu, cắt liên lạc khoảng đâu khoảng tuần 2 tuần mới liên lạc lại. Cứ vậy là xa nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mình không nhịn bạn gái được à? Cố gắng liên lạc nhưng mà bạn không có liên lạc với mình á, thì mình cũng hơi buồn, với lại lúc đó cũng còn trẻ thì cũng còn hơi bồng bột xíu. Bao nhiêu lâu rồi? Dạ khoảng 2 năm. Bây giờ bạn già lắm. Mới đây mà làm lúc còn trẻ. Thế bạn muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có tính cách dễ thương xíu. Em dễ thương. Em dễ thương, tại sao em ế? Em cũng cứ lo học mãi, em chăm chỉ đi làm người. Thành ra là ế là phải rồi. Rồi, dễ thương quá mà. Em thấy điểm mạnh của em là gì và điểm yếu của em là gì? Quan trọng là em có hiếu với cha mẹ và em là người sống tình cảm. Thì em nghĩ đó là điểm mạnh của em. Bạn Nam. Dạ, điểm mạnh của em là có thể hát nhiều loại nhạc. Rồi. Được. Mày vui nè. Dạ, em xin hát một câu vọng cổ. Nay về giữa xuân thủ đô, đất trời ngời lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đẩy đưa mấy cành đào tơ, nắng xuân la đà rung trên bờ dài mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Yo. Em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mượn đó đào kia để tương tư hình bóng, mà chỉ bâng khuâng với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Hay quá, hay ngọt. Bạn quá được ngọt luôn. Nghe thôi là thấy khoái rồi đó. Bạn ơi là rất là hay. Em là một bài thơ nhỏ nhỏ ngẫu hứng để tặng anh bên kia nha. Rồi. Chúng ta gặp nhau gọi là duyên, nên ta cứ trò chuyện tự nhiên, chẩn nút hay không cũng không sao cả. Hữu duyên thì sẽ gặp bạn Hàn Nguyên. Ngẫu hứng. Bây giờ mình hỏi chút xíu bạn Nam. Bạn sẽ tìm người phụ nữ của đời mình như thế nào? Nữ tính, biết tôn trọng người lớn, biết chia sẻ, lắng nghe, và cả hai đều biết nhường nhịn nhau xíu. Bạn không thích gì người phụ nữ? Đanh đá, cào rào á, thích nó cầm ràm á, dạ, nói nhiều quá, nói nhiều dạ. Vậy thì lấy vợ về có phải làm dâu không? Dạ nhà em thì dễ lắm, ba mẹ dễ lắm. Em út, nếu mà bạn chịu làm dâu thì làm dâu, còn không chịu thì chắc gia riêng cũng được. Bạn làm dâu được không? Dạ được. Bạn muốn mẫu người bạn trai như thế nào? Em cần một người có một cái bản lĩnh thật sự để có thể che chở trong cái cuộc hôn nhân sau này giữa em và chồng tương lai. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho người ấy. Trong chuyện tình cảm thì cả hai cần phải có một cái sự chia sẻ cảm thông cho nhau. Chắc chắn là em không thể ăn hiếp người khác. Em không có thích ăn hiếp người khác, kể cả tất cả từ lớn đến nhỏ, già đến trẻ. Em chỉ có thể lắng nghe và chia sẻ. Phụ nữ mình biết lắng nghe và chia sẻ quá. Là quá tốt. Cái câu hay nhất là em không có ăn hiếp người lớn. Có cái điều nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích bạo lực chị.
dĩ nhiên trong cuộc sống sau này của hai người thì sẽ có một vài thứ bất cập nào đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như người đó cũng biết gọi là nhu cương thương giãn và bản thân mình cũng như thế thì cuộc sống nó có thể tốt đẹp được. Cô giáo nói hay quá. Cảm nhận như thế nào bạn? Bạn nữ rất là biết suy nghĩ, chín chắn, lại nói chuyện rất là dễ thương. Em thì cũng không có thích bạo lực. Em thì không ăn ớt được cho nên là ở nhà hay nói là chắc nữa hay sợ vợ. Em cũng sợ bạo lực. Bây giờ trước mắt chưa tính tới hôn nhân, mà bây giờ nếu đồng ý hẹn hò với nhau thì thật sự cũng cách 60-70 cây số. Thì mình bạn chọn cái phương án hẹn hò như thế nào? Chắc là em sẽ dành thời gian để em lên thăm bạn. Bạn không thích điều gì ở người bạn gái? Đi chơi ở những nơi mà giống như là vũ trường hay là... Không có đi đó đâu anh ơi. Không có đi đó đâu anh ơi. Nếu đi thì hai đứa đi thì được. Dạ, không thích đi một mình. Có nghĩa là không thích đi cho đi một mình chứ không phải là không thích đi tới chỗ đó, đúng không? Bạn có tật xấu gì không? Cũng có, hay ví dụ vũ nướng hay chuyến đậu xíu. Khi em làm việc gì đó thì kêu một lần thôi, như là em chút xíu em sẽ làm, còn kêu hoài em nghĩ làm luôn. Trời ơi, bạn ngủ nướng mà muốn kêu bạn dậy sớm chở ta đi làm phải kêu 80 lần rồi mới dậy chứ, kêu một lần đâu cái đó kêu dậy. Sau này sẽ sửa từ từ được. Hứa đó nha. Thôi mặt mày đẹp trai lắm nha, thiệt đúng á. Hôm qua anh coi đàn gái thế nào nha. Ô chào em. Anh lên đây anh vừa hát hay vừa đẹp trai nữa. Dễ thương lắm, hiền hậu nữa. Dạ. Anh nghĩ rằng ổn đấy. Ủa em dạy vậy là dạy chuyên cái gì? Dạ em chuyên môn sinh học. Sinh học hả? Dạ. Theo sinh học thì tại sao hai người lấy nhau đẻ hoài không ra con trai? Hơi dài dòng á, là nếu chỉ tạo ra con gái là ít, một ít là do tự của người phụ nữ, một ít là do tự của người nam, kết hợp lại với nhau và người nam không thể tạo do tự y được, kết hợp với ít để tạo ra con trai mà chỉ lượng ra ít thôi. Có nghĩa là con trai yếu á, hay gì là phải lên y nó mạnh á, mà mình cứ ít hoài đó, đúng không quý vị? Ngắn gọn á là yếu á, yếu. Cảm ơn cô giáo sinh học. Qua bệnh thì xối xả vô mặt luôn. Thằng dễ thương. Hôm nay mình có đi với người thân gì không? Ông bạn mà ổng giới thiệu đó, du học in Hungary mới về, thì em kêu lên đây luôn. Rồi. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Châu thì là một cái người con gái mà rất là dễ thương và rất là thương người, từ người lớn cho đến người nhỏ. Suốt ngày là đi chơi, là đa phần là đi chơi với trẻ con không à. Thành ra là đó là một phần là lý do tại sao mà không có bạn trai cho tới bây giờ. Qua cái lời tâm sự của anh chàng bên đây thì theo cảm nghĩ của anh thì anh thấy là có vẻ hợp với tính em đấy. Anh xem trình bạn muốn họ lâu chưa? Em xem chương trình này cũng khoảng được 2 năm rồi. Thấy là cái chương trình này rất là ý nghĩa, là để tạo cho nhiều người có cái hoàn cảnh khác nhau, do cái bối cảnh công việc mà không có tìm được cái một nửa của mình. Đó là lý do chính mà tại sao là mặc dù là đi học bên nước ngoài nhưng mà luôn luôn là động viên là ở nhà là nên đăng ký tham gia cái chương trình. Ở nước ngoài nhiều bạn sinh viên xem chương trình này không bạn? Cũng có, rất là nhiều. Xem trên YouTube nha. Dạ đúng. Về rồi, nhớ xem, nhớ bấm MCB Media, bấm subscribe coi nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau hai đi bạn anh. Gặp nhau đi. Kéo màn lên. Chàng trai Sóc Trăng và cô gái Cần Thơ. Hít hơi thật sâu vô, chuẩn bị những gì mình nói. Bắt đầu. Chào anh. Chào em. Chào anh. Nè, có bao nhiêu chàng? Đến với chương trình thì như hồi nãy em nói là cho dù có bấm nút hay không á, thì em với anh á, thì cũng là có một cái duyên phận nhất định. Nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục á, thì đây là món quà kỷ niệm đầu tiên của hai đứa cho em gửi anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dễ thương quá. Em chỉ có một câu hỏi thôi. Nếu như sau này anh trở thành một ông xã của một cô gái, có nghĩa là trở thành một trụ cột trong gia đình, thì anh sẽ là người như thế nào? Sẽ mang lại cái hạnh phúc cho cô ấy, sẽ làm những gì mà cô ấy thích, cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để có thể là phát triển hơn về bản thân, để sau này hai người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho em hỏi thêm một miếng nữa, thí dụ như hơi xa hơn một tí, tại vì em rất là thích trẻ con. Nếu như mà anh trở thành là một người cha thì anh sẽ là người như thế nào? Cha thì phải thương yêu, chăm sóc cho những đứa con của mình, chơi đùa với nó. Em cảm ơn anh. Có chơi đùa với mẹ đó không? Đã có. Em dạy cấp 3. Em dạy cấp 3. Về môn ước y đó. Em có thể về Sóc Trăng để thăm anh không? Có chứ. Tại vì quê em ở Sóc Trăng mà Cần Thơ là chỉ là quê hương thứ hai của em. Còn Sóc Trăng thì đó là nơi để mà em trưởng thành và sinh ra. Chắc chắn là em sẽ yêu quê hương Sóc Trăng rất là nhiều.
Nhà em ở huyện nào? Em Mỹ Xuyên á. Anh cũng Mỹ Xuyên. Dạ. Anh ở Thạnh Quế. Em ở xã Ngọc Đông á. À, xã Ngọc Đông. Đi vô xíu nữa. Vậy là gần nhà. Vậy là gần nhà. Vậy rước dâu cũng dễ á. Bạn nam cảm nhận bằng nữ thế nào? Rất là dễ thương, nữ tính. Nếu mà em thấy anh mạnh dạn lên. Lên đây em rung. Em thì hát thì được, nhưng mà nói chuyện thì trước đám đông thì hơi bị rung á. Ba em rất là thích đàn vọng cổ. Thành ra là nếu như có một người hát cho ba lên đàn thì là còn tuyệt vời. Lên coi vòng cổ. Không phải ai cũng có thể hát được. Em ơi, biển lớn sông sâu còn có khi đầy khi cạn, nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng. Thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ thương sâu. Hát ngọt quá trời luôn à, mà sao mà nói không được trời ơi. Anh thấy cô gái bên kia rất là sâu sắc. Chúng ta có một người vào như thế bên cạnh rất là yên tâm bạn nha. Vừa dạy con mình à, vừa dạy mình, à không, vừa lo cho mình nè. Ok, rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Một, suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ô, đẹp trai đẹp gái quá. Nào, hãy nắm tay nhau nào. Chưa nắm tay lần nào. Cái nắm tay này là cái nắm tay gọi là ghi nhớ. Đã nắm tay thằng bạn một lần lâu rồi. Bây giờ nắm tay thằng khác. À không, nắm tay người khác. Có khác cái nắm tay thằng bạn không? Không biết. Dễ thương quá. Nào, chúc mừng các bạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn, một suất chụp hình cưới trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là tại Đà Nẵng, tại tất cả các hệ thống của thương hiệu áo cưới Island, nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thật sự em không quá đâu, tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Tôi thật sự mà nói, tôi nhìn người khác hạnh phúc quá tôi vui lắm. Anh mừng thôi. Em là nhiều khi mừng mà còn tủi thân nữa. Thôi không sao em à, cái gì cũng vậy, hạnh phúc là cho đi và chắc chắn ngày đó người ta sẽ nhận lại hạnh phúc đó. Đúng rồi, trước mắt là mình cứ thấy họ có hạnh phúc thì mình cứ vui cái đã. Rồi từ từ là mình vui sau, vui chậm mà nó chắc. Đã quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màn. Mời bạn nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Bạn tên là gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Ngọc Diệp, hiện đang 24 tuổi và đang làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của tập đoàn FPT. Bạn quê ở đâu? Em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Rồi, bạn trai của mình giới thiệu đi. Xin kính chào quý vị khán giả, chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Ngọc Tiệm, hiện em 29 tuổi. Em đang sống và làm việc ở Nha Trang. Nha Trang? Nha Trang. Từ Nha Trang bạn vào đây đó hả? À, cụ thể ở Nha Trang là bạn làm công việc gì? Dạ, em làm bánh bao chị. Mình làm bánh bao hay là mình bán bánh bao? Dạ, mình làm gì? Em làm rồi bỏ cho các đại lý người ta bán gì. Là mình có lò hả? Dạ đúng rồi, em là cơ sở bánh bao gì. Lò bánh bao mình có truyền thống bao lâu rồi? Dạ cũng được, gần 20 năm rồi. À, suốt ngày làm bánh bao không lo lấy vợ hả? Ồ, thì ngày trước thì em học bên kinh tế. Xong em cũng đi làm công ty được mấy năm. Cái lò bánh bao đó là của gia đình bạn hay là... Dạ đúng rồi, còn anh em trong gia đình chị. Là nếu mà lấy vợ thì về Nha Trang làm bánh bao hả? Dạ không, em thì vậy lắm. Em cũng có nhiều nghề tay trái. Bạn gái em hoặc vợ em mà công tác ở đâu đó chẳng hạn thì em sẽ chuyển. Nhưng mà nghề bánh bao cũng tốt mà. Nghề đó là nghề gia truyền mà bán cũng ngon lắm mà nha. Dạ. Nhiều tiệm bánh bao Sài Gòn bán là xây nhà lầu không á. Nếu bạn trai ở Nha Trang thì bạn có thấy có khó khăn gì trong lúc mình tìm hiểu yêu thương nhau không? Dạ thật ra là quê ngoại của em thì ở Nha Trang. Nếu bây giờ mình bỏ công việc ở thành phố mình về Nha Trang làm dâu thì bạn nghĩ sao? Cái này thì cũng tùy xem bạn nam như thế nào. Hiện tại thì em đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng, nhưng mà em thích làm bánh và em cũng đang có ước mơ mở một tiệm bánh cho bản thân mình.
Nó mở bánh, hai bên kết hợp mở bánh luôn là được rồi. Điểm yếu của mình là gì nè? Em sẽ dễ nổi cáu khi mà đang mệt, ăn chậm, nhai kỹ. Chậm là bao lâu? Ví dụ bữa ăn của bạn mà ăn mất nửa tiếng cho đến 40 phút. Ngồi nhai hoài hay là sao? Làm gì? Không biết sao. Có thể là miệng nhỏ nên không có bỏ nhiều đồ ăn vô được. Em không có giỏi đoán ý của người khác, nếu mà người ta phải nói ra thì em mới biết. Ngoài ra thì cũng kỹ tính trong cái sinh hoạt trong gia đình tại vì ảnh hưởng của mẹ á. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Hiện tại thì em chưa có mối tình nào chính thức hết. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Có trách nhiệm, sống có nguyên tắc, biết yêu thương gia đình, tình cảm, tốt bụng và là một người hướng nội, kín đáo, bình tĩnh. Bạn đáp ứng nổi nhu cầu bên kia không? Dạ, em nghĩ là chắc được 90% ạ. 90%. Tự tin dữ. Còn mình tìm đối tượng như thế nào? Em tìm thì đơn giản trước mắt là cái bề ngoài. Bạn gái thì cái hàm răng là phải trắng đều thì dạ không đâu em cho chị à. Bây giờ ta được hết trơn hết trọi, giờ răng ta không đều rồi sao? Nếu mà không được thì đừng có xấu quá. Có tiền không? Dạ cho người ta đi làm răng. Ôi làm răng nhưng mà cái làm răng đó là cái giả thôi chị, thôi thì mình chứ để như vậy nó hay hơn. Có điều gì không thích ở người phụ nữ nữa? Có lẽ là lề lẹ quá chị, và với lại không biết nội trợ. Em sợ cái điều mà con gái không biết nội trợ lắm. Nó nghe nè, sao móng tay để dài quá vậy? Vậy cái này ngắn mà chị. Dài. Trời ơi, vậy mà ông còn ngắn nữa, chừng nào mới dài? Thường thường thấy nam là người ta cắt gọn gàng sắc rạc, sao bạn để chi dài dài dài? Dài để nó thiều bánh bao. Phải không? Dạ không. Từ từ đi, em để nó là tự nhiên, em để thôi. Nào bánh bao để người ta dài vậy mất vệ sinh sao? Em có tay xem sạch sẽ. Bánh bao có đeo bao tay không bạn? Dạ không. Ủa trời, sao không đeo bao tay? Bởi vì nắm mình phải có cảm giác, nên mình làm cái gì mình phải có cảm giác về đôi tay nữa. Mình đúng ra là phải đeo bao tay vô xong nhồi bột rồi. Hấp bột thì mình có bây giờ gọi là nhồi máy hả? Dạ máy. Hấp cũng bằng máy vậy. Sao chị nhìn em dữ? Thấy mặt hơi gian gian. Có ai nói vậy chưa? Dạ không, em thì người ta hỏi là em đóng vai ác thì được, mà thực sự em không ác đâu. Tại em rất thương người. Trời, dạo này chị khổ quá, chị mất show liên tục. Em ơi. Vậy là mời chị về Nha Trang chơi. Ra ngoài ngày dọng cho ba cái bánh bao là no. Có ưu nhược điểm gì không? Ưu điểm thì hơi có nhiều cái tài lẻ chút. Như em biết làm điện nè, biết nấu ăn nè. Nhược điểm thì chắc có lẽ là nóng tính. Làm bánh bao mà nóng rồi nó tròn nó méo xẹo rồi. Dạ không, cái đó thì không có nóng. À, tôi phải từ từ tôi làm nó mới tròn chứ. Dạ. Thôi nóng tính mình bỏ bớt đi. Dạ. Để anh qua anh xem mình nói thế nào nha. Ôi, chào bạn. Nóng tính làm sao? Lo không? Lo hả? Dạ. Nhưng mà làm bánh bao đứng trong bếp còn nóng dữ nữa thì sao? Ông em kiềm chế rất tốt. Dạ thôi, lúc nào bánh bao thì em đi chụp hết. Đi nhà con làm dâu đó. Thì đi đâu làm dâu thì cái đó không quan trọng bằng mình làm dâu ở nhà nào. Đúng rồi, mình thương chồng, chồng ở đâu mình ở đó cũng được mà. Đúng không? Rồi, em có yêu cầu gì ở người đàn ông không? À, về ngoại hình thì em muốn một người cao 1m, khoảng 1m65 trở lên. 1m65? Không có quá ốm bề ngang. Rồi. Cặp mắt thì nhìn thẳng, cương trực, không có nhìn gian quá. Thua. Xin lỗi đàn trai, người ta cũng đẹp trai đó mà. Rồi sao nữa? Không, môi không quá mỏng, da mỏng. Môi mỏng hả? Mỏng. Môi này dày. Còn gì nữa không? Như vậy thôi ạ. Vậy thôi ha. Nói cho anh đây cũng dễ thương lắm. Người biết làm ăn mà, chín chắn rồi. Đề là mắt cũng liếc qua liếc lại không sao đâu. Trời ơi, này ta làm ăn ta phải liếc gì chứ. Quan trọng là cái tâm mình thôi chứ. Tại em đôi lúc nhìn người ta sợ em á. Không, vì cái khuôn mặt mình đôi vậy mà. Đôi mắt em nó sắc quá. À, người thân em đi. Em đi với ai? Đi với dì và các bạn. Chào anh Quyền Linh với dì Cát Tường. Em hỏi dì coi là bạn trai bên kia có cương trực không? Dì xưa thấy như thế nào vậy? Dì thấy cậu này có vẻ khó tánh á. Không dễ đâu. Mà dịp gặp mặt rồi hay quyết định. Vì bề ngoài không có nói lên được cái gì. Anh này á, tuy rằng cái đôi mắt á, nó có hơi gọi là, ta gọi đóng vai ác chút xíu thôi. Nhìn vô, nhưng mình tiếp xúc với anh á thì nụ cười anh rất là tươi, cái tâm anh rất là sáng. Ha. Không, bây giờ bạn nam nói câu nào với dì đi, để thuyết phục dì trước đi bạn. Người ta nhìn vô thì kêu con là cũng hơi khó tính thiệt. Nhưng mà khi mà hiểu rồi thì có lẽ là dễ. Ba con nhìn người ngoài rất chỉ là khó tính. Nhưng mà khi tiếp xúc với lại nói chuyện với ba con rất là dễ tính. Rất chỉ là tâm lý với con cái. Ba con rất chỉ là thương con dâu nữa. Đâu đàn gái rồi, bây giờ gặp đàn trai. Hôm nay em này có tới với anh rể. Chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường. Như em thì nói chung là em nhìn thì hầu như thấy bạn gái bên này cũng dễ thương. Nhưng mà những cái điều kiện mà như em tiệm nói là ví dụ như là phải phù hợp với những cái hàm răng rồi như thế nào đó thì thôi ra là không hợp. Nói chung bạn gái này nhìn cũng dễ thương, cũng cao ráo, cũng nở tính. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Thấy cũng phù hợp. Yeah. Anh thấy thế này nè em, thực sự mà nói thì ai cũng có thể đưa ra mình một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà khi gặp mắt, nhìn mắt rồi, khi mà yêu rồi thì những tiêu chuẩn nhìn nó không còn nữa. Mình có quyền đưa tiêu chuẩn mà. Tiêu chuẩn nó chỉ là lý thuyết thôi. Đúng rồi. Trên thực tế nó sẽ khác nữa. Rồi mình kéo màn lên cho hai người gặp mặt.
2 phút bắt đầu. Em nhận xét với anh như thế nào? Cái này thật sự em không thể nhận xét được trong lần gặp đầu tiên được. Nhìn anh có vàng lắm không? Không, anh không có vàng. Rồi, cảm ơn em. Thấy em thì cũng nhẹ nhàng, dịu dàng. Lúc mà anh nóng tính thì thường anh làm như thế nào để mình tiết chế lại cái cơn nóng giận? À, mình nóng tính là anh bỏ đi à? Ví dụ như là cãi nhau hay là chuyện gì hay là nóng tính quá thì anh bỏ đi nơi khác rồi anh làm gì làm kệ. Dạ. Hồi xưa anh nói là anh có học kinh tế thì không biết là anh học ở đâu? Anh học kinh tế Hồ Chí Minh. Em cũng học trường đại học kinh tế không? Dạ. Anh học khóa bao nhiêu? 34. Tại sao anh lại làm cái nghề như anh đang làm? Anh yêu thích công việc đó hay như thế nào? Con người nó cũng có một cái duyên với một cái nghề nữa. Cho nên là mình cũng muốn chọn một cái nghề gì đó nó gọi là sạch sẽ chân tay với hàng. Nó đưa đẩy mình tới. Nói chung nghề nào có tiền thì làm. Em thấy công việc hiện tại cũng đâu có gì đâu. Bây giờ có nó khó. Với lại cái nào nó thu nhập ổn định cho mình hoặc là nó đảm bảo được cuộc sống cho mình thì mình làm. Đúng rồi. Như vậy. Mình sẽ hẹn hò thế nào nếu như ta bấm nút? Thì một tuần em sẽ đi một lần. Anh chắc không? Chắc. Trước giờ thì anh nói được, anh làm được. Em thì bây giờ em xác định là tiến tới hôn nhân chưa? Em nghĩ là khoảng 2 năm thì sẽ đủ để mình tiến đến hôn nhân. Chà, 2 năm mà tuần nào anh cũng từ Nha Trang vô đây cũng hơi tội lắm nha. Đâu, nãy anh có nói á. Anh nói là nếu cần anh sẽ di dời chỗ ở luôn. Quan trọng là tình yêu đủ lớn giữa hai người thôi. Dạ, nói chung là công việc của em thì nó không có gò bó với thời gian. Em làm cho em cho nên là nó cũng thoải mái. Sắp xếp có thể làm đi lúc nào cũng được. Cũng hợp lý rồi. Một câu nào đó dành cho nhau đi, hai bạn. Thì lên đây thì anh cũng gặp em thì anh cũng rất là vui và hạnh phúc. Thì mong là chúng ta sẽ nắm tay nhau bước tới cái con đường phía trước. Thì em thấy đến đây gặp nhau dù chỉ có 2 phút thôi thì nó cũng là một cái duyên. Thì cho dù thế nào thì em nghĩ là mình vẫn nên giữ liên lạc với nhau. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Hãy lắng nghe nhịp đập con tim bạn nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, hai người hãy nắm tay thật chặt vào để wow. Nó còn gần đúng sau em như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ vậy. Như vậy thì hay quá, một hình ảnh rất là đẹp. Chúng tôi sẽ gửi tặng bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 15 triệu đồng tại các áp dụng tại các hệ thống áo cưới Island. Nếu như các bạn đồng ý tiến tới hôn nhân. Đẹp. Thì bạn có thể tổ chức đám cưới được. Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Không cần hỏi gì kiếm gia đình nữa hả? Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô. Bề cao là bề ngoài thôi. Còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừ tượng quá. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Việt Nam. Em 35 tuổi. Nguyễn Việt Nam. Dạ. Đúng số 35 luôn. Dạ. Quê đâu? Quê em ở Huế. Ở Huế luôn. À, cùng quê với nhau rồi ha. Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Việt Nam vào Sài Gòn lâu chưa? Nghe lạ lạ. Dạ, em vào Sài Gòn 10 năm rồi. Bây giờ ở Sài Gòn với ai? Dạ, em ở một mình. Ba mẹ ở ngoài Huế luôn. Dạ, ba mẹ ở Huế. Mình làm công việc gì? Dạ, kinh doanh phần mềm kế toán. Bạn nữ mình giới thiệu lại về bản thân mình. Em tên Trương Thị Thi Tiên. Em là nhân viên kinh doanh. Kinh doanh về gì? Thực phẩm chức năng với lại spa chăm sóc sắc đẹp. À vậy hả? Mình làm công việc này được lâu chưa? Em làm công việc này được khoảng 1 năm. Mình vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào được 8 năm. Vậy bây giờ mình vào đây ở với ai vậy? Hiện tại em ở Nha Nhi. Còn ba mẹ mình vẫn còn ở ngoài đấy. Dạ. Có ai về quê thăm nhà không? Dạ có. Hy vọng là năm nay là về có người đi chung cho vui ha. Mình giới thiệu một chút xíu về mà cái bản thân của mình. Em là một người có cá tính theo kiểu Việt Nam, thẳng thắn. Nếu mà gọi là theo kiểu tính gái Huế chuẩn mực thì em không phải kiểu gái Huế xưa như vậy. Em nghĩ những cái điểm thân thiện, dễ gần thì đó là đặc điểm mạnh của em. Những mặt hạn chế? Hơi cổ hủ một xíu trong chuyện tình cảm, trong chuyện gia đình.
Cổ hủ là sao bạn? Người phụ nữ phải biết lo cho gia đình. Không chỉ là biết ham mê công việc ở bên ngoài. Vậy là quá tốt, cái điều này sao lại khuyết điểm được. Điều này là các bạn nam rất là thích. Hai bạn đều ở Huế. Sao bây giờ hai người không thử nói tiếng Huế với nhau đi? Mình trao đổi những thông tin gì với nhau, mình cảm thấy là cần muốn tìm hiểu gì? Cho em hỏi là nếu mà anh lập gia đình thì trong gia đình có bắt buộc là phải có sanh con trai hoặc là con dâu là phải có những chuẩn mực như thế nào không ạ? Không, tuy là mình là con đầu nhưng mà không hẳn là phải sanh con trai hay con gái, tại vì sanh con nào cũng là con. Tại vì có nhiều gia đình ở Huế là bắt buộc là phải có con trai. Không, cái đó là tùy gia đình thôi. Nếu như hai người đồng ý nhau thì mình có tiến tới hôn nhân liền không em? Chắc chắn rồi. Tại vì mục đích là mình đi kiếm vợ mà. Cưới vợ thì cưới liền tay, để lâu ngày thì thành vợ người ta mới tiếp. Bao nhiêu lâu thì bạn có thể tổ chức đám cưới được? Nếu mà hợp nhau thì 1 tháng tới 3 tháng. Nhanh vậy đó hả? Không cần hỏi ý kiến gia đình nữa hả? Tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, nếu mà gia đình can thiệp nữa thì thôi không lo nữa. Bạn nữ thì sao? Đối với em thì mặc dù là lớn tuổi nhưng mà vẫn phải có thời gian tìm hiểu cho nó rõ ràng. Chứ mình lại nhau về sống với nhau cả đời chứ không phải là chỉ để một thời gian rồi lại không hợp rồi lại ly dị. Theo như bạn bao nhiêu lâu là tìm hiểu hợp lý nhất? Khoảng 6-8 tháng. Bạn có đặt ra cái mẫu người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Một người bản lĩnh trong cái hoàn cảnh là có thể là người ta làm ăn thua lỗ hay gì đấy nhưng người ta biết đứng dậy và lo được cho gia đình, đồng thời là một người biết tôn trọng và là người biết chia sẻ. Về ngoại hình mình có đưa ra cái chuẩn gì không? Em thích nam cao khoảng từ 1m7 trở lên. 1m7 trở lên, tại vì em đã cao 1m67-1m73 rồi, em còn mang đôi giày cao nữa. Ngì quá. Cái điều gì bạn không thích ở người bạn trai? Em 1m50. 1m50 bên đây cao lắm nha, bên đó cao nhiều. 1m60 đó. Ở bên kia người ta cao 1m63 là người ta còn mang đôi guốc vô với vườn. Bề cao là bề ngoài thôi, còn mình có cái khác nó cao hơn nữa. Cái gì cao hơn nữa? Khi tìm hiểu mới biết được chứ giờ nói thì sao biết được. Ở trong nó cao, ở ngoài nó thấp sao? Trừu tượng quá. Mình có tật xấu gì không? Có chứ chị. Mình khai ra. Một người mà không có tật xấu là thần thánh rồi. Rồi tật xấu của bạn là gì? Hay đi nhậu. Nhậu nhiều không? Nhậu thì không nhiều. Uống nhiều chai? 2 chai. Hai chai nhậu gì? Tại vì không biết nhậu 2 chai mới xỉn rồi mà không biết đưa về nhà mới gọi là xấu. Trời, tật xấu gì nữa? Giờ cũng chưa nhớ ra nữa. Trời ơi, chắc cái gì cũng xấu hết quá à. Muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Biết nội trợ, ăn nói nhỏ nhẹ. Con gái Huế thường nội trợ giỏi lắm. Điều gì không thích ở người phụ nữ? Đừng có nói nhiều về một vấn đề. Nói dài á phải không? Nói dài. Phụ nữ nào cũng nói dài hết trơn. Thôi được rồi, về bển đi. Vậy đủ rồi đó. Bên đây người ta dễ thương lắm á. Dạ, chào bạn. Nãy giờ mình nghe tiếng bên đây thấy nó trầm trầm, nó lặng lặng, nó buồn buồn sao đó. Dạ. Mình sôi nổi lên chứ. Tính bạn có sôi nổi không? Dạ, tại vì lên sân khẩu nó hơi rung xíu. Hơi rung hả? Dạ. Bây giờ hát một cái câu gì đó cho nó vui vui tí nào, đừng có nhẹ nhàng, nó phải sớm tụ lên xíu. Bài này thì nó vừa vừa, nó không có. Rồi, nào, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like the diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Dịch. Dịch ra. Chiều, em chiều. Hả? Em này nói biết. Em biết thôi, giờ em không biết dịch. bây giờ hát bài tặng lên bên kia liền. Em không biết hát. Biết em làm thơ không? Dạ không. Biết múa không? Dạ không. Không biết gì hết hả? Dạ. Thế thường là bạn giải trí bạn gì? Xem kịch hài rồi đọc truyện cười. Đọc truyện cười, có nhớ chuyện nào cười cười không? Có nhưng mà không đầy đủ. Tao kể thử coi. Trời ơi, lại gặp người phụ nữ đẹp cứ ngồi cười vậy hoài hả? Thôi sợ quá hả? Đây là nhút nhát quá à. Đây là lý do em ế mà. Bây giờ hai người gặp nhau là phải vồn vã liền. Mình chứng minh được cái buổi đầu tiên gặp ấn tượng nha. Chuẩn bị. Bây giờ trước khi hai bạn trò chuyện với nhau, bạn không thích cái gì ở người bạn trai của mình? Em không thích là người mà ngày nào cũng nhậu, nhậu nhạc quá nhiều. Nếu bạn trai nhỏ tuổi hơn mình em chịu không? Nhỏ tuổi hơn thì em vẫn chịu. Tại vì tuổi tác thật ra nó không phải là vấn đề. Vấn đề là cái tính cách có chỉnh chặn hay không. Vùng miền em có quan trọng không? Chung một vùng miền mà thì không có nhiều người mình ở đó mình không thích người ở đó. Lúc trước em cũng có quen bạn trai người Huế và không thành, cho nên cũng không có ấn tượng lắm. Không thích người Huế luôn. Nhưng bạn trai nhút nhát quá giống như cái anh nó bển, em thích không? Nhục nhạc, nhưng mà trong quá trình tìm hiểu nếu người ta có những điểm tốt thì mình cũng vẫn tìm hiểu. Rồi, thôi cho hai người gặp nhau. Kéo màn lên. Nào,
làm sao thuyết phục bạn gái liền nha. Gặp sao mình nói liền cái gì đó, ngồi cười hoài tao không để ý đâu ha. Chuẩn bị 2 phút bắt đầu. Chào anh. Trong gia đình anh bao nhiêu anh em ạ? Chỉ có 3 anh em, anh là đầu. Nhà em thì có 2 anh em, anh trai đã lập gia đình rồi. Em có sờ giá trị được không? À, có, cái đó là chắc chắn. Không, mình không gia trị. Cầm gì á? Người ta chưa muốn. Này là tặng em để lần đầu tiên. Cảm ơn. Cái niềm lần đầu tiên. Đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn, đứng luôn. Nói gì đi, nói gì cái ban đầu coi. Thì tay run quá vậy. Cảm giác bạn gái thế nào? Lần đầu tiên gặp gỡ nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi. Khoanh tay lại. Run quá. Nói đi, cảm giác sao? Một người đẹp thế này, cao hơn mình. Thì em có không thích người thấp như anh không? Thì nói thật là em cũng thích cao. Nhưng mà nếu mà người thấp nhưng có cái giá trị người ta cao thì em vẫn thích. Bây giờ thí dụ gặp một cô gái trước mặt mình, mình yêu cô gái đó quá, mình thích cô gái đó quá, mình nói gì? Anh yêu em. Nhanh như vậy nói nhìn thẳng vô mắt chứ. Mạnh mẽ lên nào, 2, 3 bắt đầu. Em không nói được anh ơi. Giờ nói không được phải không? Dạ. Nhào vô luôn. Nhào vô mình ôm đại đi. Cái gì mà đứng mà cứ thủ thủ hoài vậy? Vô. Làm đi, không nói thì hành động. Mình cầu hôn hay là mình tỏ tình gì đó. Quỳ xuống, mình nâng tay rồi lên mình nói chuyện. Cái này em cũng chưa biết nên nói sao. Không có chuẩn bị trước còn không biết nói. Bây giờ sao mình tập mình làm luôn tại chỗ. Con tim mình sao? Nhìn cổ đi, nhìn tôi làm chi nhìn hoài vậy? Bây giờ cảm nhận đầu tiên gặp gỡ con tim mình sao? Nói thật cho cô ấy nghe đi. Đầu tiên thì thấy rung rồi. Đời lạc nó hết rung. Tiến tới nắm tay bạn ấy một cái đi. Mau lên tiến tới nắm tay. Có. Hung tay một cái. Trời ơi, bắt tay. Được rồi đó. Nãy giờ tập thôi, bây giờ bạn ngồi xuống đi. Bây giờ bắt đầu hai người trò chuyện, chúng ta có 2 phút. Căng thẳng quá. Rồi, 2 phút, bắt đầu. Anh là làm kinh doanh mà mỗi kinh doanh thì tiếp khách rất là nhiều, đi về khuya. Vậy thì em nghĩ sao? Cái chuyện công việc thì nó bắt buộc nhưng mà cũng vừa phải thôi, không phải là một tuần nhiều hết 7 ngày thì hơi quá đáng. Bạn trai tiếp khách nhiều lắm hả? Dạ, đúng rồi. Tiếp khách là ngồi vậy hoài đó hả? Con như nam mình tiếp khách đi, thôi mạnh mẽ lên chứ đi. Còn cái chuyện tiếp khách do công việc thì em không có nói gì, nhưng mà không có cái kiểu là đi thêm lăng nhăng, thêm tăng này tăng nọ, có cả cố thì em không thích như vậy. Trời ơi, anh tiếp khách là có cô, chắc mấy cổ mới nói giùm cho anh có nói gì đâu. Có đi tiếp khách mấy tặng rồi. Cái này là phải tùy theo khách đó chứ. Vậy là có đi đúng không? Tại vì mình phải chiều theo khách chứ mà phải đó, không phải mình chiều theo mình. Thôi hứa gì với ta thì bấm chuông đi. Thì khi có gia đình rồi thì mình phải dành thời gian cho gia đình. Thì bớt lại, thay vì ngày tiếp 2 người thì ngày tiếp người thôi. Còn thứ bảy chủ nhật? Thứ bảy chủ nhật thì chắc là phải dành riêng cho gia đình rồi. Thôi hết thời gian. Thôi để tay nút bấm đi. Bây giờ mình quyết định là đồng ý hẹn hò hay không? Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian. Để bấm à. Trời ơi, giật mình. Tôi tưởng nó là thuốc rồi chứ. Ủa sao ý định bạn sao mà bạn thay đổi phút chót vậy? Lúc bấm lúc không. Em đợi anh hốt xong. Đợi hốt xong hả? Đợi đến sau. Bắt tay cái đi anh nha. Trời ơi, rung dữ vậy. Cảm nhận bạn như thế nào? Thôi. Nhát vậy cũng chịu nữa hả? Nhạc vậy thì nó yên tâm hơn chị. Đúng rồi à. Sợ vợ lắm á. Sợ vợ không? Hên xui. Ôi đồ, ôi đồ. Bạn nói là bạn muốn người cao 1m7 trở lên mà sao ảnh thấp đây, hơn. Đây là cơ hội tìm hiểu thôi ạ. À. Được rồi, vậy là vui rồi. Tặng các bạn những cái vé xem phim. Chúc các bạn xem phim vui nha. Nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Em cảm ơn chị. Rồi nhón chân lên hung con cái đi. Thôi. Mới đâu mới gặp anh đây làm anh sợ. Nhát quá, mạnh dạn lên nha. Nắm tay chặt trời vô ơi, cái nắm đó. Tay dẫn người ta đi xuống đi coi phim chứ. Biết đường đi không? Trời ơi. Ưu điểm mà em thích lắm
mà nhược điểm thì nhiều lắm. Em xấu xấu vậy nhưng mà có tật ra đường là hay, nhìn cho đẹp lắm chị. Mà vậy mà cổ cũng bấm nút, nó tưởng là cổ không, cho rớt rồi chứ. Tính ra là anh này nó dễ thương, chính là những người này á là mình ta nói gì dễ dạy á. Nếu anh là phụ nữ anh thích những người thế này nè. Thôi nhưng mà dù sao đó là quyền quyết định của ai bạn ấy, biết đâu là người ta muốn cho mình lo lắng quá thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Thả mang. Mời bạn trai. Chào anh Kim Linh. Chào bạn. À dữ ha. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng toàn thể các bạn. Dạ em tên Nguyễn Thị Hằng, năm nay em 23 tuổi và em đến từ Hoa Thanh Quế chị. Từ đâu? Hoa Thanh Quế chị. Hoa Thanh Huế là quê Thanh Hóa. Dạ đúng rồi anh. Giờ chị đứng với tôi nữa. Còn bạn trai của mình thì sao? Dạ em xin tự giới thiệu nè, em là Chu Văn Bắc, em ở Nam Định. Nam Định cũng gần Thanh Hóa mà ha. Cách nhau có Ninh Bình hả? Đúng rồi, hai người cũng gần như cùng quê rồi. Mình làm công việc gì? Em làm nhà hàng. Là khách tới mình chỉ bán rượu cho người ta thôi, chỉ có buổi tối thôi. Ban ngày em làm một shipper và một grabbike ạ. Chạy xe à? Còn bạn nữ? Dạ hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty ở Bình Tân chị, đúng không chị? Ừ. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Ưu điểm của em ít lắm mà nhược điểm thì nhiều lắm. Rồi vậy thì bạn giới thiệu nhược điểm đi. Em xấu xấu vậy nhưng mà có tật ra đường là hay, nhìn cho đẹp lắm chị. Quan niệm của em á là cho đẹp chỉ để nhìn thôi chứ không phải là của mình. Cho nên nhìn được thì mình cứ nhìn thôi. Đúng rồi, ai cũng vậy mà, cái đẹp phải nhìn thôi. Ở nhà là em nhiều khi em hay tự kỷ trước gương lắm chị. Trước khi đi làm á là em cũng phải nhìn trước gương á, em nói là trời ơi sao hôm nay mình dễ thương như vậy. Hoặc là đi làm về thì em cũng phải nhìn trước gương thì em mới làm gì thì em mới làm. Ví dụ như đi ăn á chị, lâu lâu là cũng có bỏ quên túi xách nè, hoặc là đi mua đồ quên áo, đặc biệt là ở nhà đi toilet á, ba quên một nhớ không ạ? Đi toilet ba quên một nhớ là quên gì nhớ gì? Một là nhớ tắt đèn, còn ba lần quên đó chị. Dạ. Nếu mà hai người yêu nhau á, đi ra ăn uống phải coi bạn đứng lên đi là có bỏ sót lại cái gì không nha bạn nam? Không, cái đó là chắc chắn đấy chị. Chắc chắn ha. Bạn có ưu điểm và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là có tính tỉ mỉ. Tỉ mỉ rồi, tốt rồi. Chăm chỉ và tiết kiệm nữa. Vậy là hỗ trợ cho bạn gái rồi. Vui tính, nhiệt tình, có biết hát. Rồi khuyết điểm. Nhắc cái. Trải qua mấy mối tình rồi? Chỉ có một mối tình đơn phương thôi. Đơn phương thôi. Dạ. Nhắc gái đúng rồi ha. Chị nghĩa là chưa có bạn gái nào chính thức hết trơn hả? Dạ đúng rồi ạ. Rồi mình có hôn chưa? Chưa biết hôn gì hết. Trời ơi, con trai chưa biết hôn. Em nghĩ sao? Em cũng chưa biết hôn luôn. Hả? Hai người nếu yêu nhau là có biết hôn không? Lúc đó tập từ từ chị. Bạn trai có chịu tập với bạn gái không? Thì nếu bạn gái chịu tập thì mình phải chịu tập thôi. Chút xíu nữa mình tập luôn ha. Hát được đúng không? Hát bài gì vui vui đi. Hát bài Tình Yêu Dịu Kỳ. Rồi đứng lên hát rồi thoải mái. Một tràng pháo tay cho bạn ấy đi. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Ta trao nhau tiếng yêu, dìu dắt nhau bước trên đường đời. Xa xăm trong giấc mơ, người có yêu dấu mơ về anh. Trời ơi, tôi vừa mới vỗ tay cái hết rồi. Bạn nữ. Em sở trường của em chị. Sở trường của em phải không? Hát hay hay hát đó chị. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn như người nhớ không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Ở đó giờ là nhìn nhiều trai đẹp rồi phải không? Mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai lý tưởng của mình là người như thế nào không? Trai đẹp không phải thuộc của em nên em cũng đơn giản lắm. Về ngoại hình á thì chỉ cần cao hơn em là được. Em không thích ốm, người tròn tròn xíu em thích hơn. Bên kia mập hay ốm? Tròn quay. Ồ vậy được rồi. Em thích những người mà suy nghĩ thoáng gì mọi mặt đó chị. Nói chung là cả tiền bạc lẫn như mọi thứ trong cuộc sống. Ồ tiền bạc bạn ấy có thoáng không? Thoáng thì cũng phải tùy lúc thôi chị ạ. Em mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tất nhiên là phải vợ mình phải giữ thôi. Chứ mình giữ thì bạn rủ đi nhậu chắc chết. Vậy là được rồi chị. Đây được rồi ha. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Một người hiền. Hiền. Biết nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình. Ngoại hình đừng đẹp quá. Tại sao không cần đẹp quá? Đẹp quá thì mình xấu sao xứng anh. Cái gì đẹp quá thì sao? Mình xấu không có xứng. Đơn giản vậy thôi. Xấu cỡ nào lắm trời. Chào chị. Sao mập dữ vậy? Ăn vừa vừa thôi. 80kg vậy. Giảm cân đi nhau. Dạ dạ dạ.
cái điều mình không thích nhất ở người bạn gái là cái gì? Đòi hỏi quá nhiều. Đòi hỏi về cái gì? Về tiền hả? Không không, tiền thì tiền đang điểm chung rồi, nhưng mà ý là anh ơi mua cho em cái này, mua cho em kia. Thì đấy cũng là tiền. Ví dụ như người ta cũng đòi hỏi bạn có tự ý mua tặng đồ này kia không? Cũng có từ từ. Có từ từ nè, tôi nghi quá. Ăn cho cố vô, tiền mình chia cho bạn gái ăn đi, mình ăn uống chi cho mập dữ vậy. Trời đất ơi. Có vẻ đó, bạn chưa từng em thích mà, em thích mập mà. Để tôi xem bạn gái bên đây có hợp với bạn hay không. Chào anh. Chào bạn. Vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào đây học là 4 năm rồi. Có định ở đây luôn không? Nếu mà có điều kiện thì ở đây càng tốt. Ở đây với ai? Nếu mà anh bên kia được thì ở bên kia. Đó, cái đó hay đó. Thấy chưa em? Nếu được thì ở với anh bên kia. Bây giờ hôm nay em đi với người thân không? Dạ em đi với bạn em, bạn cùng làm với em. Chào bạn. Dạ em chào anh. Cùng làm như vậy, ở nơi mà rất là nhiều người ra vào, nhiều người rất đẹp. Lý do tại sao bạn em không tìm được người nào đó, hoặc là người nào không có người nào để ý bạn em hay sao? Tại em nghĩ là chắc điên quá. Điên dạ. Như thế nào bạn có thể diễn tả chút xíu cái điên của bạn ấy? Em mới đi xin vô làm thì em ghét ảnh lắm. Cứ lại gần là chọc em ghét là em chửi. Chọc sao em? Dê hả? Chọc cái kiểu như mà vô duyên á. Nhưng mà sau này khi mà mình hiểu, mình chấp nhận được cái vô duyên đó thì mình cảm thấy là ảnh rất là tốt. Ngoài công việc ban đêm thì ban ngày còn làm thêm nhiều việc nữa. Tự học thêm tiếng Nhật, biết nấu ăn, chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm. Mà sao hai người không yêu nhau? Trời ơi, bạn nhớ ông bạn làm chung sinh quá trời, sao bạn nam không cua? Bạn có người yêu rồi chị ơi. Có người yêu rồi hả? Trời dạ, dạ. Tiếc quá. Nói chứ em thấy người bạn gái bên này sao? Em thấy chị dễ thương, tính tình cởi mở, có thể là sẽ hợp với anh của em. Nếu như chị về đội của em thì có thể là càng điên hơn nữa. Rồi em cũng điên rồi chị. Trời ơi. Rồi còn bạn nữ mình có đi với người thân nào không? Dạ em đi với bạn em. Rồi em chào anh Quyên Linh, chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em là bạn với Hằng thì được gần 6 năm rồi à. Thì cũng hiểu đôi chút. Hằng sao? Hằng là người như thế nào? Thì vui tính ạ, nói nhiều nhưng mà đôi khi điên một chút. Cũng điên. Hai bên thì điên giống nhau hết trơn ha. Thì hôm nay em đi với Hằng thì cho Hằng ý kiến về người bên cạnh ạ. Tao thì tao thấy được ấy. Cũng vui tính, cũng cao hơn mày. Tiến tới được không? Nói chung là body đấy. Hả? Dáng cao cũng body ạ. Body. Đẹp trai, duyên, bắn lùng tiền. Còn tìm mày thôi, cảm xúc của mày như thế nào thì mày quyết định. Chúng mình đều rằng là chúng ta đừng đánh giá con người ta khi mới gặp lần đầu, mà chúng ta hãy tìm hiểu, biết đâu ở phía bên trong tầng sâu thẳm họ có nhiều cái điều rất là tốt. Nào bây giờ chúng ta kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. 2 phút bắt đầu. Quá. Chào. Mình xin tặng bạn bó hoa. Dạ em cảm ơn. Và cái món quà này là cái đèn ngủ của mình tự làm. Dạ em cảm ơn. Wow, tự làm. Cái đèn ngủ rất là đẹp. Tại sao anh tặng đèn ngủ cho bạn gái bạn? Ý nghĩa là canh giấc ngủ cho em. Wow. Em thấy anh như thế nào? Em nghe em mập rồi em sợ mập quá giống như Quỳnh Linh rồi. Mà giờ thấy vậy là cũng ok. Sao mập quá sao đâu, coi lại coi. Tôi mập quá phải không? Không, nhìn gần thì em thấy cũng đỡ, nhìn xa em thấy mập. Sao mà mập sợ? Hồi nãy nói là thích mập tròn tròn. Mập lấy gì sợ? Anh tròn nhưng mà mập quá sợ. Dạ. Mập dễ thương. Ốp thì ghét. Sao hồi nãy em nói với chị là em thích mập tròn tròn, mà bây giờ tự nhiên đúng em thấy ốm vậy, cái em trên Quyền Linh mập là sao? Còn bạn này thì sao? Nói chung là cũng... Em đừng nói tự vừa nha, là chị hiểu em mê trai mức nào luôn. Nhóm nhắc chị đừng nói vừa nha. Nói chung là cũng hơi ốm nhưng mà em nhìn em thấy thích là được rồi, không sao. Thôi thì chị bó rồi, tay. Rồi hai người cảm nhận với nhau đi. Cái đèn đẹp á, em đẹp, làm cái đèn này trong bao lâu em? 2 tiếng thôi ạ. 2 tiếng làm được cái đèn á hả? Dạ. Hay vậy ta? Chắc mua đồ dẫn ráp vô hả? Đó thì quay đèn lưới thôi. À nó những cái que thôi. Que kem. Dạ, mình ghép. Hay à, cái đó hay đấy. Que đèn lưới chị. Hả? Que đè lưỡi đó, bác sĩ khám đè cái lưỡi xuống đó. À, cái que đè lưỡi. Từ xưa tôi mới nghe cái que đè lưỡi đó. Lấy cái que đè lưỡi đó. Ý là nói là em đừng có nói gì nha. Ý nghĩa nó khác rồi đó. Anh thấy tính cách của em á phù hợp với anh khoảng bao nhiêu phần trăm? Anh thấy là tới 80-90%. Tại vì đi đi còn khùng giống anh. Anh ốm thì anh có biết nhậu không? Nhậu không biết, thuốc không biết. Em không biết nhậu nhưng mà em thích người biết nhậu. Thôi chắc không nhậu đâu. Ê anh uống bia không? Chỗ này đâu phải nói chuyện gì bia rượu. Hay lo chuyện. Nói chuyện về tình yêu. Em tưởng tượng nụ hôn đầu tiên thế nào?
thì em nghĩ là buổi tối có hai người nào đó ở một nơi nào đó, nói chung là cũng đang làm gì đó. Cảm giác lân lân anh. Và cuối cùng là ngay tại hôm nay đó có hai người này đó tập hôn với nhau thử đi đó. Giờ muốn có bạn gái không? Muốn thì cũng có muốn rồi nhưng vẫn phải từ từ chứ. Em nói là em bao nhiêu tuổi em? Em sinh năm 93. Hơn có 5 tuổi à? Hợp lý ha, xứng đôi quá rồi ha. Có thời gian. Bấm nút. Để tay nút bấm đi bà. 1 3 tiếng đếm. 2 Suy nghĩ thật kỹ nha. 3 Ga Lan, chúc mừng hai bạn nha. Chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau và mong rằng cái cuộc hẹn hò này nó sẽ nối dài mãi mãi luôn. Em cảm ơn em. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cầm cái này. Đây là quà của hai bạn. Hy vọng rằng cái đèn que đè lưỡi. Em mà ngủ đây là lấy cái que đó đè lưỡi em. Nào hai người đưa nhau xem phim đi các bạn. Em cảm ơn Tường. Cảm ơn. Sợ chuột ạ. Hả? Sợ chuột. Vâng, em tuổi mẹ nhưng sợ chuột anh ạ. Bên này sợ rắn anh. Vậy em bắt chuột, anh bắt rắn. Mời bạn trai. Chạy ngừng lên ạ. Chào chị Cát Tường. Mời em ngồi. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Hoa, em năm nay 26 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Quê em ở Hà Tĩnh. Vào đây lâu chưa? Em cũng vào đây được 2 năm mấy 3 năm rồi chị. Rồi, bạn trai mình giới thiệu tên đi bạn. Dạ, em là Thái, năm nay em 28 tuổi, hiện tại là nhân viên kinh doanh ạ. Em đến từ Huế. Nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Em làm nhân kinh doanh về gì? Bên lĩnh vực thú y. Kinh doanh thuốc thú y. Hà Tĩnh có đi ngang Huế không ta? Có đi ngang anh. Có ghé lần nào chưa? Ghé ăn cơm xong đi à. Lần này ghé ở luôn được không? Cũng được. Nhớ đem kẹo cua đơ nha em. Cua đơ ở đây. Đặc sản Hà Tĩnh anh. Trước giờ mình... kẹo cua đơ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Thì cũng có mấy mối chị tìm hiểu nhưng mà tìm được chưa kịp hiểu thì không biết bên nào đi rồi. Khi nào mình ngồi mình suy nghĩ về cái nguyên nhân chưa? Em cũng suy nghĩ nhiều lắm chị nhưng mà không phát hiện ra. Vậy bạn hiện giờ có biết ưu điểm, khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em là cũng vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm thì hơi bị lạ lùng. Cái gì cũng biết nhưng mà không có cái gì giỏi. Ví dụ như biết sửa điện một xí, rồi biết đóng bàn ghế cũng biết á. Lạ lùng là lạ lùng chỗ nào? Biết sửa điện mà sửa không có được á. Sửa xài không có được, rồi biết đóng bàn, đóng xong xài cũng không được á, đúng không? Bạn thích tìm người yêu như thế nào? Người yêu thì không có ở dơ, không gia trưởng. Lãng mạn một xí cũng được. Có ở dơ không? Không. Có gia trưởng không? Đức tiếc là không. Rồi cái mẫu hình như thế nào? Mập lùn cao ốm? Cao hơn em một cái đầu là được anh. Rồi sao nữa? Tròn tròn là được, chứ ốm quá thì thôi. Anh mập lắm em ơi. Đây mập lắm à. Ốm quá sao thôi. Ốm quá lỡ người ta đi bên người ta lại thấy em ôm cái cục nhà thấy không được. Rồi bạn trai, nãy giờ bạn gái nói vậy mình có đáp ứng được nhu cầu của bạn gái được phần nào không? Chắc là cũng hơn 90%. Hơn 90% luôn hả? Tự tin quá không? Bạn có thích lãng mạn không? Có. Một lần lãng mạn nào bạn đã thể hiện rồi? Ngồi trong quán ngắm mưa qua cửa kiến á. Nói gì chuyện nhỏ bình thường. Đủ đang ngồi đã uống cà phê mưa thì bình thường thôi mà. Cái gì mình cố tình tạo nên lãng mạn? Thì nói chuyện tình cảm này đó. Nói chuyện tình cảm khi mưa là... Thí dụ nè, thôi thí dụ cụ thể nè. Thí dụ bữa nay là sinh nhật của bạn gái nè. Dạ. Đó, giờ mình là làm sao mình tổ chức sinh nhật như thế nào cho nó lãng mạn? Trời mưa đang lớn đó. Một không gian kính thì mình làm... Kính là sao? Đóng cửa là hết. Tức là trong phòng riêng hả chị? Rồi. Có bánh, có đèn, mình bong bóng, rồi hoa, rồi nến. Rồi hai đứa... Hai đứa làm gì? Rồi ăn mừng sinh nhật ạ. Sinh nhật mà có hai đứa quá. Bây giờ mình nghĩ đi, thí dụ vậy bạn gái muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn dưới mưa. Không, em nghĩ không có đáp ứng được đâu. Sao vậy? Không được. Tự nhiên sinh nhật xong hai đứa bệnh mà đâu có lãng.